chỉ thấy trong lòng bàn tay gã có một đạo kim quang xuyên thấu qua ngọc thạch, đánh vào bên trong thạch đài, toàn bộ thạch đài lập tức chấn động kịch liệt, tiếp theo sáng lên một mảnh kim sắc quang mang chói mắt. Mộng ẩn phù văn tỏa hào quang rực rỡ, một tầng hư ảnh kim quang lơ lửng hiện ra, bay lên phía không trung. Kim quang càng bay lên cao càng tỏa ra hào quang rực rỡ, sau cùng biến thành hình ảnh một đóa hoa khổng lồ lơ lửng trên không trung, đóa hoa lớn tới mức đủ để bao phủ toàn bộ tòa phế thành ngoài chín cánh hoa thì những kim sắc đường vân trên đó cũng giao hội tương ứng với những vị trí mà giải đạo nhân đã bố trí trận kỳ trước đó khi đoá mộng đàm hoa phủ xuống hàng trăm đạo sợi tơ kim sắc kết nối với các vị trí bảy trận kỳ kia thì lập tức nhụy hoa phun ra một đạo kim sắc quang trụ phóng thẳng xuống trung tâm thạch đài ầm ầm một tiếng trầm đục lúc kim sắc quang trụ chiếu xuống phía dưới thạch đài lập tức lan tràn ra một mảng kim sắc hoa văn tựa như màng nhiệt chỉ có điều lúc này nó chỉ lóe sáng vài cái rồi tự động biến mất ngay sau đó tiếng gạch đá cọ sát vang lên, trung tâm thạch đài lập tức chia làm hai nửa, tách ra hai bên, lộ ra một động khẩu rộng chừng năm thước. Hàn lập thấy vậy, đi tới trước nhìn xem, chỉ thấy bên trong là một mảng đen xì, kèm theo đó là tiếng gió thổi vù vù. Lông mày hắn cao lại, tay vung lên, bảy tám đạo hỏa cầu đỏ rực to cỡ đầu người xuất hiện, nhao nhao rơi xuống động khẩu, rất nhanh liền đụng phải đáy động, nảy lên vài cái rồi lăn vào sâu bên trong động. Nhiều ánh sáng phát ra từ hỏa cầu thuật, Hàn Lập thấy hang động này cũng không sâu lắm, cùng lắm là hơn 10 trượng mà thôi, dưới đáy được lát những phiến đá, giống như một lối đi, nhưng chắc chắn đó không phải lối thoát ra khỏi bí cảnh này. Xem ra muốn rời khỏi đây, còn phải một phen khó khăn chắc trở nữa. Hàn Lập than nhẹ một tiếng, nói ra, chỗ này dùng mộng ẩn phù văn để phong tỏa lại, tất nhiên bên trong có chứa càn khôn, có khi là đại cơ duyên đang chờ đạo hữu cũng nên. Giải đạo nhân chậm rãi nói ra, ngược lại Hàn Mỗ không thèm để ý cái gì cơ duyên, việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp nhanh rời khỏi đây. Hàn lập cười khổ một tiếng nói, giải đạo nhân nghe vậy bèn nói, lúc trước ta hộ pháp cho ngươi, mặc dù không tiêu hao quá nhiều nhưng ở bên ngoài hơn 10 năm, nên ta cũng cần trở về tịnh dưỡng một thời gian, kế tiếp nếu có chuyện gì cần thì lại gọi ta ra. Đa tạ giải đạo hiếu, Hàn lập tự đáy lòng nói, giải đạo nhân khoát tay áo, hào quang trên thân sáng ngời, hóa thành một đám kim quang bay vào trong tay áo Hàn lập, biến mất không thấy. Ánh mắt Hàn lập ngưng lại, búng mình, thả người nhảy vào bên trong hang động. Sau khi rơi xuống đất, rất nhanh hắn liền phát hiện mặt đất dưới chân và vách tường bên cạnh đều rất bằng phẳng, ngay phía trước hắn có một con đường chạy thẳng vào phía sâu tối om bên trong động, thông đạo này cao chừng hai trượng, rộng đến 6 thước. La mang trong mắt hắn sáng lên, thần thức chợt phóng ra, dò xét vào phía chỗ sâu trong thông đạo. Sau một hồi dò xét, Hàn Lập bất ngờ phát hiện, dưới này cũng có một tòa cung điện, diện tích tương đương với tòa cung điện trên kia lúc trước bởi vì bị mộng ẩn phù văn che đẩy toàn bộ nên hắn không cách nào dò xét được giờ chỉ cần nhìn một cái là thấy rõ hàn lập đi dọc theo thông đạo bước về phía trước mấy trăm bước đã tới cuối thông đạo trước mặt hắn là một thạch bích nhẵn bóng hắn đưa tay đặt lên trên thạch bích dùng sức đẩy mạnh về phía trước trong thông đạo lập tức vang lên tiếng ù ù cả tấm thạch bích từ từ bị đẩy về phía sau vài thước lộ ra một cái thông đạo khác nằm ngang hàn lập đứng ở trong thông đạo nhìn hai bên một chút rồi quẹo vào hướng thông đạo bên phải Thông đạo bên phải không dài lắm, cũng chỉ hơn trăm bước là đã tới điểm cuối rồi, chỉ là bên này cũng không có thông đạo cắt qua như trước mà là một gian phòng, rộng cỡ phòng khách của căn nhà nhỏ bình thường. Hàn lập đẩy cửa bước vào, không tối đen như bên ngoài, trên nóc nhà khảm hơn 10 khối huỳnh thạch to cỡ lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng trắng dịu dịu, cả căn phòng được chiếu sáng giống như ban ngày. Hàn lập đưa mắt nhìn qua liền thu hết vào mắt những bầy biện trong phòng. Ở góc nhà, sát tường có một giá gỗ đen nhánh, đã bị mục nát đến mức không còn nhận ra hình dáng ban đầu, những bình lọ bầy trên đó bị vỡ, lẫn cùng những mảnh gỗ vụn rơi đầy trên sàn, tản ra một thứ mùi khó tả. Tay Hàn Lập khẽ vẫy, giữa đống gỗ mục nát như bùn bay ra một cái bình xứ màu đen, dừng lại trước người hắn. Đầu ngón tay khẽ điểm một cái, nắp bình liền tự động mở ra, bên trong tỏa ra một thứ dược hương kỳ lạ. Hàn Lập nhíu mày người một cái, liền than nhẹ một tiếng, bàn tay liền thu lại trong tay áo. Bình xứ màu đen liền rơi thẳng xuống đất, âm thanh thanh thúy vang lên chiếc bình ngay lập tức lăn sang một bên nguyên bản bên trong đó chứa một loại đan dược vốn được dùng cho tu sĩ chân tiên thời kỳ đó nhưng do thời gian thật sự quá dài nên dược lực đã phát tán hết ra ngoài đan dược không còn dùng được nữa rồi ánh mắt hàn lập cẩn thận quét qua một lần thấy bên trong thực sự không còn thứ gì có thể dùng được liền quay người ra khỏi căn phòng đi về phía thông đạo bên trái rời đi ước chừng nửa khắc đồng hồ hắn liền đi tới trước một cánh cửa đá liếc mắt một cái liền phát hiện trên cửa được khắc một đạo phù văn phong cấm cổ xưa phức tạp. Hắn do dự một chút, trên năm ngón tay đồng thời sáng lên ngũ sắc quang đoàn, tay hắn đẻ lên cánh cửa. Chỉ thấy ngũ sắc linh quang đánh vào cánh cửa, những đường phù văn gần như phủ kín cánh cửa bắt đầu co lại phía trung tâm, cuối cùng hóa thành một hình tròn cổ văn kỳ lạ. Bàn tay Hàn Lập lại ấn xuống cổ văn đó, cửa đá liền rung động ù ù, từ từ bị đẩy lên. Theo cửa đá vừa nâng lên, bên trong liền có một vài tia sáng hắt ra hàn lập vô thức lật tay một cái trong lòng bàn tay rực rỡ một đoàn thanh quang một thanh thanh trúc phong vân kiếm liền xuất hiện chờ cửa đá hoàn toàn nâng lên hắn phát hiện bên trong vẫn là một thông đạo hẹp dài có điều hai bên tường được tạo thành một đường rãnh bên trong được đổ đầy một loại dầu dường như được làm từ mỡ giao long và chúng đang được đốt từ từ ánh sáng lờ mờ được phát ra từ đó trong không khí tràn ngập một mùi tanh nhàn nhạt, nhạt hàn lập nhíu mũi tiếp tục cất bước đi về phía trước bắt đầu từ chỗ này hai bên đường cũng xuất hiện nhiều ngã rẽ cuối mỗi ngã rẽ là một căn phòng nhỏ tuy nhiên trong những căn phòng đó đều bày biện đơn sơ hầu như không có thứ gì còn dùng được ban đầu hàn lập còn đích thân vào kiểm tra một lần nhưng sau đó thì hắn chỉ dùng thần thức quét qua một cái nếu không có chấn động đặc biệt nào thì hắn cũng cô để ý mà tiếp tục đi tới mấy canh giờ sau hàn lập đi ra từ cửa đá trực tiếp đi vào một thông đạo khác rộng chừng ba trượng phía cuối thông đạo là một tòa đại môn đại môn khép kín bởi hai cánh cửa to cao khoảng một trượng mỗi bên cánh cửa đều được chạm nổi một đầu dị thú, phía trên uốn khúc kéo dài ra từng đường phù văn, bao phủ cánh cửa. Hàn Lập không nhận ra đầu dị thú này, nhưng hắn biết đám phù văn kia là một loại cấm chế không hề đơn giản. Vì vậy hai tay hắn bắt quyết, kim sắc quang mang sau lưng đại thịnh, trực tiếp vận dụng chân thực chi nhãn dò xét. Sau một lát, hắn thu hồi chân ngôn bảo luân, nhíu mày suy tư một hồi, bắt đầu động thủ phá giải. Theo từng đạo pháp quyết bay ra đánh vào trên cửa đá, phù văn trên cửa sáng lên một tầng kim sắc quang mang, hai mắt của đầu dị thú kia cũng sáng rực lên tựa như minh châu. Phảng phất như có tiếng gào thét từ trong truyền ra, một đạo hư ảnh dị thú từ trên cửa đá trồm về phía trước, Hàn Lập vội lắc mình tránh sang một bên. Hư ảnh dị thú bay ra vài thước, hào quang liền tản mắt đi, sau đó biến mất không thấy nữa. Hào quang của phù văn trên cửa đá lập tức biến mất, hai mắt của phù điêu dị thú cũng ảm đảm xuống. Hàn Lập bước lên phía trước, một tay nâng lên đè vào một cánh cửa, cánh tay phát lực liền đẩy cánh cửa vào trong, mở ra một lối đi rộng vài thước. Xuyên qua lối đi, Hàn Lập đi đến một đại điện, trong đó tỏa ra chút hào quang u ám, mặt đất phía trước người hắn có mấy bóng người lờ mờ. Lông mày hắn nhíu chặt, dùng thần thức thăm dò vào trong đó, cẩn thận xem xét một lúc, nhưng lại không phát hiện có gì dị thường. Thân hình hắn lóe lên, sau đó tiến vào trong đại sảnh, không khỏi có chút giật mình ngây ngốc. Chỉ thấy bên trong đại sảnh, khắp nơi đều đặt từng bức tượng đá màu xám trắng, cao cỡ người bình thường nhờ ánh sáng hắt ra từ trên tường, Hàn Lập đếm sơ qua có khoảng 7, 8 bức tượng gì đó. Vừa rồi đứng ở ngoài cửa, hắn nhìn thấy chính là bóng của hai bức tượng đá. Hàn Lập vừa đi vào trong đại sảnh, vừa cẩn thận đánh giá những bức tượng này, khi nhìn kỹ mới phát hiện những bức tượng này giống như những cột đá đang chống đỡ cho đại điện này. Những bức tượng này không phải là thần tiên ma quái lực sĩ gì, cũng không phải các loại dị thú dữ tợt, mà từng bức tượng đều rất giống thường nhân, vô cùng sống động, có nam, có nữ, hầu như tất cả đều bảo trì dáng đứng trang nghiêm. chương 464, kỳ tài ngút trời. Hàn lập nhìn qua, khẽ nhướng mày. Ở chính giữa những pho tượng đá sống động kia, nổi bật nhất là pho tượng lão đạo sĩ và một cung trang nữ tử cực kỳ tinh xảo. Lão đạo sĩ có tướng mạo gầy gò, dưới cằm mọc tròm dâu dài, thân đạo bào có nếp uốn gợn sóng, tay áo tung bay, tựa như đang cưỡi gió đi, phong thái tiên phong đạo cốt. Mà vị cung trang nữ tử kia lại có thân hình cao lớn hơn nam tử, khuôn mặt thoát tục, lộ ra đường nét rắn giỏi, thể hiện tư thế tràn đầy oai hùng, nhưng lại mặc trên người cung trang đang tung bay nên có chút không phù hợp. Hàn lập thấy vậy, không khỏi lắc đầu khẽ, thầm nghĩ nếu đổi một bộ áo giáp bó sát thì có lẽ đã có khí chất khác rồi. đang trầm ngâm, hắn bỗng nâng một trường lên, đánh xuống phía bên trái. á à, á, à, ấy, chỉ nghe một tiếng rên rỉ, theo tiếng choang vang lên, bộ khung xương sáng bóng tượng ngọc bị hắn ra đòn từ trên cao đánh bay rất ra ngoài và mạnh vào bức tường, vỡ tan. Ngươi là người phương nào? Hàn lập nhìn khung xương chất đống bị hắn đánh vỡ tan, lớn tiếng quát. Chỉ thấy từ bên trong khung xương, một đoàn u lục quang lốm đốm chậm chậm bay lên, như vô số đom đóm tụ lại thành đàn, lờ mờ tạo thành hư ảnh một lão đạo khô gầy, có vẻ là một đám tàn hồn mà thôi. Hàn lập nhìn kỹ, phát hiện dáng người kia, lại giống y đúc pho tượng đất. Hả, hỗn tiểu tử nhà ngươi, dám dùng một trường đánh bộ xương đạo ra ta hóa thành bột mịn, người định để sau này ta sống ở đâu đây? Giọng nói khá to rõ vang lên, chính là từ đám tàn hồn kia. Rốt cuộc ngươi là người phương nào, nếu không ta ra tay thực sự, chớ trách ta thẳng tay đánh cho ngươi hồi phi yên diệt. Hàn lập trao mày, không hành động gì, tiếp tục hỏi. Hư, sống được bao năm mà khẩu khí lớn vậy, nhớ năm đó đạo gia ta tung hoành Minh Hàn Tiên Vực, tiểu tử ngươi còn đang đào run ở góc nào đấy. Hư ảnh lão đạo chống nạnh, không hề tỏ ra sợ hãi. Minh Hàn Tiên Vực, ngươi là người của Minh Hàn Tiên Phủ trong lòng hàn lập khẽ động trầm giọng hỏi tàn hồn lão đạo liếc nhìn hàn lập từ trên xuống dưới thoáng nhìn trường kiếm trong tay hắn chậm rãi nói thấy tiểu tử ngươi sử dụng kiếm danh tiếng vô sinh đạo nhân ắt ngươi cũng từng nghe qua chứ thanh danh của vô sinh kiếm tông vang dội đến giờ vẫn là đại tông của tiên vực danh tiếng của tổ sư khai phái đương nhiên ta biết thân sắc hàn lập không thay đổi mở miệng nói hừ tiểu tử nhà ngươi còn muốn lừa gạt lão phu sao minh hàn tiên phủ xảy ra biến cố vô sinh kiếm tông bọn ta tuyệt không còn truyền thừa nữa, chỉ sợ đã sớm không còn ai biết. Tàn hồn lão đạo giận tím mặt nói, có điều sau khi nói xong, lão lại lập tức lắc đầu nói, chẳng lẽ môn đệ bên chi phụ còn có người truyền thừa. Không, không có khả năng, những người đó có tiền đồ gì đâu, chỉ bôi nhỏ thanh danh đạo ra thôi. Ai, thật sự là sư môn bất hạnh, nhớ năm đó. Tàn hồn lão đạo tựa hồ nhớ lại chuyện cũ không vui, tự mình lại nhảy một hồi. Rốt cuộc các hạ là người phương nào? Hàn Lập nghe vậy càng thêm nghi ngờ trong lòng, mở miệng cắt đứt lời lẩm bẩm của đối phương, hỏi: "Tiểu tử ngươi nghe cho kỹ lời đạo gia ta nói đây, vị tổ sư sáng lập ra môn phái trong miệng ngươi, chính là đạo gia ta, Vô Sinh đạo nhân." Tàn Hồn lão đạo tựa hồ muốn bày ra chút ít phong phạm tông sư, lớn tiếng nói: "Ngươi luôn miệng nói ngươi là Vô Sinh đạo nhân, chứng minh thế nào?" Hàn Lập nhíu mày hỏi: "Chứng minh cái đầu ngươi, đạo gia ta là người thế nào mà phải chứng minh với một tên tiểu bối như ngươi?" Tàn hồn lão đạo đột nhiên càng thêm tím mặt, hỏi ngược lại. Thế còn đạo lý của kẻ mạnh, người có hiểu hay không? Hàn lập cười ha ha, vừa nói vừa nhấc trường kiếm trong tay lên. Tàn hồn lão đạo liếc nhìn trường kiếm trong tay hàn lập, tựa hồ có chút trột dạ, ngữ khí mềm nhũ nói. Người muốn ta chứng minh thế nào, khung xương ký thân bị người đánh tan tành rồi, cũng không định để đám tàn hồn của ta diễn luyện một phần kiếm pháp bổn môn cho người xem chứ. Vô sinh kiếm tông các người ngoại trừ vạn kiếm huyền lệnh, còn có truyền thừa bí bảo nào khác không?" Hàn Lập trầm ngâm một lát, hỏi. Tàn Hồn lão đạo nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, trên mặt lộ ra ý trào phúng, nói: "Tiểu tử nhà ngươi thật đúng là tên trộm gà, đào mỏ khắp nơi đạo gia. Vật truyền thừa của Vô Sinh kiếm tông có hai dạng, một dạng là Vạn kiếm thiết khoán do nội môn chính tông truyền thừa, dạng còn lại là Vô Sinh kiếm đảm cấp cho chi bên ngoài." Hàn Lập nghe vậy, thần sắc thoáng hòa hoãn một chút. "Ta hỏi ngươi, Vô Sinh kiếm tông bây giờ còn truyền thừa hay không?" Tàn hồn lão đạo chợt hỏi, truyền thừa chính tông chính xác là đã hoàn toàn bị chặt đứt, còn chi phụ cũng đã xuống dốc rồi. Hàn Lập nhớ tới Tề Hành, trưởng lão của Thánh Khôi môn, trong lòng biết rõ người này hẳn là truyền nhân của chi phụ, thản nhiên nói. Tàn hồn lão đạo nghe vậy lộ ra vẻ mất mát, xong lão lại nhanh chóng khôi phục bộ dạng vốn có, hỏi tên tuổi đạo gia ta cùng Vô Sinh kiếm tông thế nào. Có còn được người đời kính ngưỡng, vạn người tán dương. Ngươi nói ngươi là Vô Sinh đạo nhân, sao lại bị phong cấm ở đây? hàn lập không trả lời đối phương mở miệng hỏi ai nói đạo gia ta bị phong cấm ở đây vậy lão đạo trừng mắt mở miệng trách mắng hàn lập nghe vậy không nói gì trong lòng cũng cảm thấy có chút nghi hoặc nếu chỉ vì một đám tàn hồn mà tốn công tốn sức như thế thì đích xác có chút không hợp tình hợp lý không nhìn ra à hồn phách đầy đủ của đạo gia ta đây là do tự ta phong cấm ẩn náu ở đây lão đạo thẳng lưng lên thản nhiên nói vậy vì sao ngươi phải trốn ở chỗ này hàn lập nhíu mày hỏi Lão đạo vừa nghe chữ trốn, tức thì muốn trừng mắt phẫn nộ, xong lại lập tức thở dài một tiếng, buồn bã nói còn không phải là vì thu thập cô nương này sao. Cô nương, nàng là người nào, hàn lập nghe vậy, nhìn thoáng qua cung trang nữ tử có thân hình cao lớn kia, hỏi. Nàng không phải người, tàn hồn lão đạo mở trừng hai mắt, tức giận nói. Dừng lại một lát, lão đạo lại nhìn vị cung trang nữ tử kia, bảo, nàng là từ hôi giới đến đây, xem như là, một thái ất hôi tiên. Hôi giới, Hồi tiên, Hàn Lập nghe vậy, càng thêm nghi hoặc, ai, thiên đình nhất mực tận lực giấu giếm sự tồn tại của hôi giới, thế nên bọn tu sĩ tiểu bối các ngươi không biết giới vực kia, chẳng biết là phúc hay họa nữa. Lão đạo than thở một tiếng nói, xin hỏi các hạ, rốt cuộc hôi giới là gì? Hàn Lập trần trừ hỏi, thôi cũng được, nhiều năm không ai nói chuyện cùng, hôm nay đạo gia ta xem như tâm tình không tệ, giải thích cho ngươi việc này đi. Hôi giới này, kỳ thực giống như chân tiên giới chúng ta, là một giới vực minh mông bát ngát, Đủ loại sinh vật hôi giới sinh sống ở bên trong, chúng tu luyện đắc đạo sẽ thành hôi tiên. Còn về Thái ất hôi tiên ấy à, dĩ nhiên là hôi tiên cấp Thái ất ngọc tiên rồi. Lão đạo trước tiên thở dài, sau lại rung đùi đắc ý giải thích. Thái ất, mấy từ này thật có sức nặng, trong lòng Hàn Lập khẽ chấn động, hắn khẽ nhíu mày, hỏi: Thế còn biến Cố Minh Hàn Tiên cung, có liên quan đến cô nương này không? Sao ngươi lại hứng thú với chuyện tiên cung thế? Lão đạo không trả lời, đổi đề tài hỏi lại hắn rất đơn giản ta vẫn chưa tin các hạ vậy các hạ nên nói rõ chuyện tình năm đó cho ta nghe sau đó ta tự có phán đoán hàn lập cười lạnh một tiếng chậm rãi nói tàn hồn lão đạo nghe vậy cứng đờ có chút muốn dựng râu trừng mắt lại nhìn hàn lập thấy khó chơi như vậy chỉ đành nghe theo lão thở dài một tiếng lại như chìm sâu vào hồi ức sau nửa ngày trầm mặc lão mới bắt đầu nhắc về chuyện năm xưa nhớ năm đó đạo gia ta vừa trở thành chủ nhân minh hàn tiên cung đại khái cũng có khí phách, các nàng này liền. Kết quả, lão vừa mở miệng đã bị Hàn Lập cắt đứt. Ngươi nói gì, trở thành chủ nhân Minh Hàn Tiên Cung, vậy ngươi chẳng phải là Minh Hàn Tiên Quân à? Sao, ai bảo với tiểu tử ngươi rằng vô sinh đạo nhân không thể là Minh Hàn Tiên Quân? Lão đạo tựa hồ hơi bất mãn do Hàn Lập cắt đứt lời của mình, nhíu mày hỏi ngược lại. Hàn Lập nghe vậy, trao mày, vẻ mặt hoài nghi. Hừ, Loại phàm phu tục tử các ngươi, sao có thể hiểu đạo gia ta kinh tài tuyệt diễm và kỳ tài ngút trời bậc nào? Được rồi, đạo gia nói chuyện đừng có mà tùy tiện cắt ngang, người trẻ bây giờ đúng là càng ngày càng không hiểu quy củ." Tàn hồn lão đạo khinh thường nói, mời các hạ nói, Hàn Lập nhún vai, từ chối cho ý kiến. Mắt thấy bộ dạng này của Hàn Lập, Tàn hồn lão đạo hừ một tiếng, lại ho khẽ, bắt đầu thao thao bất tuyệt về quá khứ của mình. Theo lời của lão đạo, lão họ Lục, tên đúng một chữ Vân vốn là con của vợ lẽ tại một thế gia tu tiên cấp trung bình ở Minh Hàn Đại Lục, tư chất bình thường, không được gia tộc coi trọng, vậy nên cũng không có được công pháp chính truyền của gia tộc. Xấu hổ vì bản thân không có gì, lão bèn vào nơi cất giấu điển tịch của gia tộc chọn lựa vài cái, lấy điển tịch luyện thể không ai thèm, bắt đầu tự mình tu luyện. Trời xui đất khiến sao lại đưa lão đi lên con đường huyền tiên, lại phát hiện những pháp môn luyện thể này rất thích hợp với bản thân, càng luyện càng hợp, sau đó thử qua vô số phương pháp luyện thể. Trong một lần tình cờ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, đột nhiên có hứng thú, liền sáng tạo ra phương pháp dùng tinh quang luyện thể, cuối cùng tu luyện đại thành, sáng tạo ra đại chu thiên tinh nguyên công, đồng thời nhờ vào tu vi đột nhiên tăng mạnh, một đường tu luyện đến cảnh giới kim tiên. Sau đấy, lão theo con đường huyền tiên, giao thủ với một vị kiếm tu kim tiên mà lão cao hơn nửa cảnh giới, kết quả đánh ngang tay, bị người đời sỉ nhục, liền tức giận thay hình đổi dạng, bắt đầu chuyển tu kiếm đạo. Qua hơn 3.000 năm bạt vô âm tín, cuối cùng lão lấy thân phận vô sinh đạo nhân đứng ở vị trí đỉnh cao kiếm tu của Minh Hàn Tiên Vực, sáng lập ra vô sinh kiếm tông. Sau đó, bởi vì thực lực chắc tuyệt, lại thêm rất nhiều cơ duyên tạo hóa, cuối cùng lão tu thành thái ất ngọc tiên, áp phục toàn bộ mọi người bên trong Minh Hàn Tiên Vực, từ đó lấy điều kiện tiên quyết là không gia nhập thiên đình, trở thành chủ nhân của tiên cung ở Minh Hàn Đại Lục. Tàn hồn lão đạo nói đến cao hứng bừng bừng, nếu không phải lão không có thực thể, chỉ sợ giờ phút này nước bọt bay tứ tung rồi. Nét mặt Hàn Lập bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi. Nếu đúng như lời tàn hồn này, thế thì mấy chữ, kỳ tài ngút trời cũng không đủ để hình dung lão rồi. mươi 465, Hạch Tâm, nội tâm Hàn Lập kinh nghi, lại nghe tàn hồn lão đạo nói tiếp. Nhớ lại năm đó, nữ tử này gọi là Mạc Vũ Hồi Tiên, dùng bí pháp áp chế cảnh giới trà trộn vào minh hàn tiên cung ta. Ta thấy thiên tư không tệ mới động lòng phàm thu nàng làm môn hạ, còn truyền cho nàng vô thượng kiếm pháp, dạy bí thuật linh vực. Kết quả, nói đến đây, lão đạo ngừng một lúc mới nói tiếp, kết quả, nàng mưu toan dùng cửa tiên cung mở ra thông đạo đi hôi giới, đưa những sinh vật bên kia xâm nhập tiên vực. Vào lúc đạo gia ta giao chiến, hôi giới và luân hồi điện đã âm mưu từ sớm, thừa cơ tấn công minh hàn tiên cung, cuối cùng chiến sự đến mức không khống chế được, ái trà, thiệt là thê thảm. Minh hàn tiên cung bị công phá, các người thất bại. Hàn lập đột nhiên mở miệng, bổ sung, thất bại, hư, bọn chúng cuối cùng cũng có được chỗ tốt gì chứ chỉ đáng tiếc minh hàn tiên cung của ta đang tốt đẹp như vậy bị chiến trận phá thành mảnh nhỏ chỉ sợ không ít địa vực đã triệt để thất lạc rồi lão đạo tiếc hận nói bên trong minh hàn tiên cung này của ngươi có phải có một địa vực tên là quảng hàn giới đột nhiên hàn lập nhớ tới một chuyện vội vàng hỏi quảng hàn giới tự nhiên là có ngươi hỏi cái này làm gì tàn hồn lão đạo nhướng mày hỏi hàn lập nghe được lời ấy liền đoán quảng hàn giới từ sau trận chiến năm đó đã triệt để thất lạc gián tiếp lưu lạc linh giới trở thành một bí cảnh nơi đó nói như vậy vạn kiếm đồ hắn lấy được từ trong quảng hàn giới có lẽ nguyên bản cũng là đồ vật thuộc về vô sinh kiếm tông rồi tiểu tử ngươi đã hỏi nhiều như vậy có phải cũng nên để ta hỏi ngươi vài câu lão đạo thấy hàn lập không nói chuyện cũng không thèm để ý cười hắc hắc nói trận chiến sự đó cuối cùng kết thúc như thế nào ngươi làm sao lại đến chỗ này hàn lập mắt điếc tai ngơ lại hỏi tiếp, ai, người đang thế mạnh, ước hiếp người khác quá mà. Lão đạo bị chẹn họng, vừa lắc lắc đầu, vừa lầm bầm trong miệng. Hàn lập mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay từ trước vẫn không thu hồi, bây giờ lại thoáng nâng lên một chút. Khục, thực ra chiến sự về cuối cùng như thế nào ta cũng không rõ lắm. Về sau Mạc Vũ có cường viện của Luân Hồi Điện đến, đạo gia ta lấy một địch hai, đánh trọng thương được hai người bọn họ, đáng tiếc vẫn không địch lại, cuối cùng bị thua, thân thể cũng bị hủy rơi vào đường cùng đạo gia ta đành đem tàn hồn trốn đến nơi này tự phong ấn lại chờ đợi cứu viện lão đạo ho khan một tiếng chầm chậm nói ra a à, vậy sao thiên đình không ra tay cứu viện bọn hắn không phải luôn đối nghịch với luân hồi điện sao hàn lập khẽ nhướng đuôi lông mày hỏi hắc hắc đạo gia ta năm đó tuy rằng chấp trưởng minh hàn cung nhưng đã quen tự do không muốn nhận tiên tịch thiên đình ban xuống cũng không nghe lệnh bọn họ thời điểm nguy cấp bọn hắn tự nhiên mừng rỡ mong chúng ta lưỡng bại câu thương đợi trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi nếu đạo gia ta đoán không sai minh hàn tiên cung hiện giờ chỉ sợ là do thiên đình tiếp quản rồi lão đạo cười hắc hắc hỏi minh hàn tiên vực đã đổi tên thành bắc hàn tiên vực rồi hôm nay bắc hàn tiên cung đúng là lệ thuộc vào thiên đình hàn lập gật đầu nói ra lão đạo nghe nói vậy hơi ngẩn ra không nói thêm gì nữa mà lâm vào trầm mặc những pho tượng này đều là có sẵn nơi đây hay sao hàn lập thấy thế thu thanh trúc phong vân kiếm vào nhìn quanh một vòng rồi hỏi trong lúc rãnh rỗi, luyện tập tay nghề giết thời gian mà thôi. Thấy thế nào, cũng không tệ lắm hả? Lão đạo cười hắc hắc hỏi, người tự phong ấn mình ở chỗ này mà không tính cho mình một đường thoát ra sao? Hàn lập lại hỏi, nơi đây vốn là tù thất, đạo gia ta lúc nguy cấp mới vội vàng trốn vào, làm sao có thời giờ an bài đường lui? Lão đạo nhướng mày, lườm hàn lập một cái, nói. Nói vậy, bí cảnh nhỏ này ra ngoài như thế nào ngươi cũng không biết. Hàn lập trầm mặc một lúc, hỏi. Hắn tin lời nói lão đạo nhiều lắm chỉ có năm thành, trong nội tâm có cảm giác đối phương cẫn còn giấu giếm, nhưng trong chốc lát lại chưa tìm ra điểm gì khả nghi. Lão đạo nghe vậy thì đánh giá hắn vài lần, lắc đầu chật chật nói dựa vào thực lực của ngươi hiện tại mà muốn ra ngoài, đạo gia ta tặng ngươi hai chữ không thể. a à, vì sao các hạ nói vậy? Hàn lập nghi ngờ hỏi, bí cảnh này sau khi phong bế, nếu không phải mở ra từ bên ngoài, muốn từ bên trong đi ra thì chỉ có một cách là đánh vỡ hạch tâm vận chuyển của nó. Nhưng hạch tâm này liên kết với toàn bộ bí cảnh, một khi bị công kích sẽ tập hợp toàn bộ thiên địa linh lực ẩn chứa trong bí cảnh đối kháng lại. Nếu là tu vi đạo gia ta trước kia dĩ nhiên không có vấn đề, nhưng tiểu tử ngươi nhiều nhất chỉ là kim tiên sơ kỳ đúng không? Vậy thì khỏi nghĩ đến chuyện đi ra, cứ ngây ngốc ở đây làm bạn với đạo gia ta đi." Lão đạo cười cười nói ra, "Xin hỏi tu vi trước kia của tiền bối là gì?" Hàn Lập bỗng dưng biến đổi xưng hô, hỏi, "Không cao, không cao." đạo gia ta chỉ là thái ất ngọc tiên hậu kỳ lão đạo cười hắc hắc tuy chỉ còn một đám tàn hồn nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười đắc ý nói hàn lập vốn cũng đã suy đoán chuyện này nhưng thời điểm nghe đáp án vẫn có chút khiếp sợ theo như lời tiền bối chỉ khi nào tu vi của ta đạt đến thái ất ngọc tiên hậu kỳ mới có thể đánh vỡ hạch tâm bí cảnh hắn mở miệng hỏi có thể cũng không cần hậu kỳ thái ất sơ kỳ là được rồi bất quá tiểu tử ngươi à đúng rồi người tu luyện công pháp gì, và nắm giữ pháp tắc chi lực gì. Lão đạo đang nói một nửa, đột nhiên hỏi, cái này có liên quan đến việc phá vỡ hạch tâm bí cảnh sao? Hàn lập hỏi, quan hệ rất lớn, nếu người tu luyện pháp tắc bình thường, dĩ nhiên cần tu vi thái ất. Còn nếu người tu luyện không gian hoặc thời gian trong tam đại trí tôn pháp tắc có chút sở thành, thì cũng không cần đến tu vi thái ất sơ kỳ, kim tiên trung kỳ là đủ dùng rồi. Bất quá, dễ gì chứ? Lão đạo đắc ý rung đùi nói chẳng lẽ hạch tâm bí cảnh này có liên hệ với hai loại pháp tắc kia sao? Hàn Lập nghe vậy, cũng không có nóng lòng trả lời mà tiếp tục hỏi. Hạch tâm bí cảnh này vốn ẩn chứa một vật có thời gian pháp tắc. Dựa theo đạo gia tính toán, nếu dùng man lực phá thì cần đến tu vi thái ất sơ kỳ, còn nếu dùng không gian pháp tắc thì cần tu vi kim tiên hậu kỳ. Còn nếu dùng thời gian pháp tắc phá giải thì chỉ cần tu vi kim tiên trung kỳ là đủ rồi. Lão đạo nghe xong, có chút không nhịn được nói. Xin hỏi hạch tâm ở nơi nào? xin tiền bối dẫn đường cho tại hạ nhìn một chút hàn lập suy nghĩ một chút mới nói. Tàn hồn lão đạo dường như có chút do dự, cả buổi không nói gì. Như thế nào, có gì không ổn sao? Hàn lập nhíu mày hỏi, ở đó còn có cấm chế khác, đạo gia ta chỉ là tàn hồn, không tiện vào. Lão đạo ấp ấp úm nói, việc này có cách xử lý, tiền bối chịu ủy khuất tiến vào dưỡng hồn lô của ta một chút. Dứt lời, hàn lập trở tay, lấy ra một cái lư hương tinh xảo màu đen phát ra ánh tím, nhỏ bằng lòng bàn tay, được chế ra từ dưỡng hồn mộc. Được rồi, lão đạo than nhẹ một tiếng, thân ảnh như khói bay vào trong lư hương. Mời tiền bối chỉ đường, tay hàn lập nâng lư hương nói ra, bên trái đại sảnh này có một cái cửa ngầm, tiến vào đó rồi cứ đi thẳng về phía trước. Thanh âm trầm muộn của lão đạo từ bên trong lư hương chuyển đến, lộ ra chút hờn rỗi. Thần thức hàn lập phóng ra ngoài giò xét bốn phía xung quanh, theo chỉ dẫn của lão đạo tiến vào chỗ sâu bên dưới cung điện. Bên trong hành lang mê cung, qua đông một chút qua tây một đoạn, ước chừng một canh giờ sau hắn đi tới cửa đại sảnh một cung điện khác bên dưới mặt đất. Chính là ở đây sao? Hàn Lập đánh giá xung quanh, nói, "Hạch tâm bí cảnh ở bên trong rồi, đạo gia ta sẽ không tiến vào cùng ngươi, ngươi cứ để đạo gia ta với cái lưu hương này ở ngoài cửa là được rồi." Thanh âm lão đạo từ trong truyền ra, trong mắt Hàn Lập sáng lên quang mang xanh thẳng, quét tới hướng cửa đá bên trong đại sảnh. Chỉ thấy trong đó trống rỗng không có mảy may cấm chế hay linh lực chấn động. Khóe miệng hắn nhếch lên, đưa tay ném đi, lư hương nhỏ màu tím đen chuyển động một cái đã rơi vào bên trong đại điện. Chỉ nghe đùng một tiếng nhỏ, lư hương vừa rơi xuống đất, trên mặt đất lập tức phóng tới hàng loạt sợi tơ vàng, tản mát ra vô số ánh sáng kim sắc, chiếu rọi cả đại sảnh thành một mảng sáng ngời. Hỗn tiểu tử, mau đưa đạo gia ta ra, chậm thêm chút thì đạo gia ta phải hồn phi phách tán một tiếng kêu thê lương từ trong lư hương truyền ra cả âm thanh cũng đều trở nên biến dạng hàn lập nhìn kim văn trên mặt đất và kim quang trên không trung phát hiện chúng cũng giống như ích tà thần lôi khắc chế đối với các loại du hồn quỷ vật tay áo hắn cuốn một cái mang lư hương trở lại ui cha ui cha tàn hồn bên trong lư hương luôn miệng kêu đau quang mang trên người ảm đạm rất nhiều toàn bộ cơ thể như sắp hư hóa biến mất ngay cả khí lực chửi bới hàn lập cũng không còn hàn lập cũng không lên tiếng lật tay dán một tấm phủ lục cúng cố hồn phách lên trên lư hương, nhìn như tiện tay đặt ngoài cửa lớn. thân mình tức thì sải bước vào trong đại sảnh. vừa vào trong, Hàn lập liền cảm thấy quanh thân ấm áp. lúc này mới phát hiện các phiến đá dưới đất đều là dương thạch. đá này chính là một loại vật trí dương, tự nhiên gây tổn thương lớn đối với u hồn. diện tích trong sảnh không nhỏ, lại hết sức chống trải. trừ giữa gian phòng có một bệ đá cao cỡ nửa người thì không còn vật gì khác. Hàn lập tiến tới phía trước, nhìn lên trên bệ đá chỉ thấy trên bệ đá hình vuông khắc đầy các đường vân phức tạp, một mực kéo dài đến các phiến dương thạch dưới mặt đất. Ở giữa chúng xuống một lỗ khảm hình tròn, bên trong có một thạch bàn hình tròn màu trắng. Thạch bàn được đặt nằm nghiêng, viền quanh khắc rõ từng đạo vết tích, phía trên ghi chú căn nguyên cùng 12 canh giờ, ở giữa dựng thẳng một cây thiết châm màu đen dài nửa xích, chính là một nhật quý. Lam Quang trong mắt Hàn Lập lóe lên nhìn nhật quý kia, thấy phía trên mơ hồ có ánh sáng âm u lưu động, giống như ánh trăng trong nước, lóe lên ngân quang lay động. Nhìn một lát lại không thấy có gì cổ quái, hắn liền nhấc tay sờ lên vầng nhật quý kia. Kết quả tay hắn vừa thăm dò vào lỗ khảm, còn chưa kịp chạm vào thạch bàn đã nảy sinh biến hóa. chương 466, biện pháp khác, xoẹt một tiếng, cây thiết châm màu đen ở trên thạch bàn khẽ run lên, tiếp theo bắn ra một đạo điện mang màu đen như độc xà, thoáng cái đánh vào trên đầu ngón tay hàn lập. Thần hồn truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn, đau đến mức hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh, đầu lông mày nhíu lại vội rút tay trở về. Nghe được động tĩnh bên trong, tàn hồn lão đạo trong dưỡng hồn lô vốn đã khôi phục được vài phần khí lực, nhịn không được phát ra một chàng cười cà cà quái gì có phần hả hê. Kết quả còn chưa kịp cười xong, dưỡng hồn lô đã bị một đạo ánh sáng màu xanh quét qua cuốn vào bên trong đại sảnh. Ui cha, ta nói ngươi, trên mặt đất, kim sắt quang mang một lần nữa bao phủ, lão đạo lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Hàn lập vẫy tay một cái, một đạo quang hồ hình tròn lập tức phủ đến, che chắn dưỡng hồn lô lại lúc này tiếng kêu thảm thiết của lão đạo mới ngừng lại. Tiểu, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, nhớ năm đó đạo gia ta. Thần sắc lão đạo lộ vẻ sầu thảm, âm u nói ra. Nói cho ta biết, đồ vật trong này xảy ra chuyện gì vậy? Tay hàn lập đang cầm lư hương, hướng về phía trên bệ đá nhật quỹ nhíu mày, cắt ngang lời lão đạo, hỏi. Đạo gia làm sao mà biết, úi khoan, có chuyện gì từ từ nói, đừng. Lão còn chưa dứt lời, đã thấy hàn lập đưa tay muốn đem tầng quang hồ xóa bỏ, lập tức không ngớt lời xin tha. đây là thái âm nhật quỷ, cũng là hạch tâm bí cảnh này, chỉ có triệt để phá hủy mới có thể ly khai bí cảnh này được. lão đạo hữu khí vô lực nói ra, chỉ cần phá hủy là được. hàn lập nghe vậy trong mắt hiện lên một tia kích động nói, đạo gia khuyên ngươi một câu, bằng chút thực lực hiện tại của tiểu tử ngươi mà đòi nghĩ đến việc đối chiến vật ấy, căn bản là lấy trứng trọi đá. một khi phóng thích âm lôi cắn trả sẽ rơi vào kết cục hồn phi phách tán. lão đạo bỗng nhiên cười lạnh nói, nữ khí thập phần ngưng trọng lúc trước ngươi nói nếu nắm giữ thời gian hoặc không gian pháp tắc thì rất có ích trong việc phá giải hạch tâm bí cảnh đúng không hàn lập trầm ngâm hỏi đó là tất nhiên ngươi phải biết thời gian và không gian pháp tắc chính là một trong tam đại trí tôn pháp tắc của bản giới pháp tắc bình thường không thể so sánh không gian pháp tắc làm cho bích chướng và cấm chế hiện ra bản nguyên căn cứ đó tìm về nguồn gốc mà phá giải còn thời gian pháp tắc là vì thái âm nhật quỹ vốn là một kiện bán tiên khí có chứa thời gian chi lực lão đạo chậm rãi giải, giải thích Hàn Lập nghe vậy, lông mày lập tức nhíu chặt, bắt đầu suy nghĩ. Vừa rồi hắn thăm dò bên trong một phen nhưng không hề phát giác lực lượng thời gian pháp tắc. Tiền bối, ta không ngại nói thẳng, ta chính là tu luyện thời gian pháp tắc, vì sao thời điểm dò xét không hề phát hiện trong nhật quỹ có lực lượng thời gian gì cả. Hàn Lập mở miệng cắt ngang lời lão đạo đang nói liên nguyên, trầm giọng hỏi. Cái gì, tiểu tử, người không giỡn chơi chứ, thực sự người tu luyện thời gian pháp tắc sao? Người đừng hù đạo ra ta, Ngươi nói lại xem, ngươi có từng cô động ra sợi tơ thời gian? Có mấy cây. Lão đạo nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, thoáng cái chui ra đứng trên lư hương, nhưng tiếp đó trên mặt lại lộ ra một tia hồ nghi hỏi. Mời tiền bối trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Hàn lập mặt không biểu tình, nói: được, đạo gia ta tạm thời tin ngươi một lần. Bất quá cũng phải nói, vừa gặp ngươi đã thấy ngươi căn cốt thanh kỳ, tướng mạo bất phàm, đã đoán ngươi nhất định không phải người thường. Về phần ngươi không thể phát hiện điểm khác thường trên thái âm nhật quỹ, xem ra sợi tơ thời gian của ngươi nhiều nhất chưa quá năm sợi, nếu không nhất định sẽ phát hiện được. Lão đạo cười hắc hắc, lãi nhãi dài dòng một hồi rồi cuối cùng mới lên tiếng. Ngươi nói vậy, trình độ nắm giữ thời gian pháp tắc của ta chưa đủ. Hàn lập nghe vậy, lông mày nhíu lại hỏi. Đúng vậy, dù ngươi tu luyện là công pháp thời gian pháp tắc thì muốn phá hủy hạch tâm chỗ này, tu vi ít nhất là kim tiên trung kỳ trở lên, hơn nữa nắm giữ ít nhất cũng phải 6 sợi tơ thời gian pháp tắc mới có thể làm được lão đạo tiếp tục nói. Kim tiên trung kỳ, không dối gạt tiền bối, tu vi của ta là kim tiên sơ kỳ còn chưa củng cố triệt đề. Nếu muốn đạt tu vi kim tiên trung kỳ còn phải trải qua vạn năm, hàn lập nhíu mày nói. Tiểu tử thối khẩu khí thật không nhỏ, một vạn năm đã nghĩ đến tiến giai trung kỳ, đạo gia ta nói cho người biết, tu luyện tam đại trí tôn pháp tắc, không có trăm vạn năm người đừng mong vượt qua ải này đừng tính toán nữa lão đạo chừng hai mắt xì mũi coi thường nói hàn lập nghe vậy không khỏi trầm mặc lão đạo nói không phải chuyện lạ gì không có đàn dược thích hợp cho kim tiên phụ trợ hắn cũng không nắm chắc trong vài vạn năm có thể tiến giai trung kỳ bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng tức giận lại nói coi như ngươi mệnh tốt gặp được đạo gia ta ta đây còn có biện pháp có lẽ giúp được ngươi cũng không biết ngươi có dám thử hay không lão đạo liếc nhìn đánh giá hàn lập dùng ngữ khí hơi khiêu khích nói có biện pháp gì Hàn Lập nhìn về phía tàn hồn, hỏi, chỗ khó khăn khi tiến giai kim tiên trung kỳ là đả thông 24 tiên khiếu kế tiếp. 24 khiếu này có độ khó vượt xa 36 khiếu ở chân tiên cảnh, mà đạo gia ta có một loại pháp môn dẫn động sát khí trùng kích tiên khiếu, có thể rút ngắn thời gian tu luyện lão đạo lắc lắc đầu nói. Sát khí, loại tu luyện này chỉ cần sơ hở một chút thì sau đó sẽ gặp hậu hoạn vô cùng hàn lập nhíu mày, cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi nói không sai, nếu không đạo gia ta vì sao phải hỏi trước xem ngươi có dám hay không. Ngươi nghe ta nói hết, về phần có muốn tu hay không tu, đó là chuyện của ngươi. Kỳ thực, sát khí cũng giống pháp lực, luôn tồn tại trong cơ thể ngươi, chỉ là vào lúc bình thường không có xuất hiện biến hóa gì mà thôi. Về phần hậu hoạn, chính là trong lúc ngươi đã thông tiên khiếu thì sẽ tồn tại sát khí lưu lại. Về ảnh hưởng cụ thể, bởi vì mỗi người mỗi khác, đạo gia ta cũng không cách nào nói rõ được. Lão đạo cười hắc hắc một tiếng, giải thích. Sau khi nói xong, lão đạo bỗng nhớ tới một chuyện, vội vàng nói, đúng rồi, còn có một điểm tai hại, đó là pháp môn này và luyện thần thuật đều là cấm pháp của Thiên Đình. Một khi bị phát hiện sẽ kéo đến giám sát sứ, rất phiền toái. Hàn Lập nghe vậy, theo thói quen vuốt vuốt mũi, lâm vào trầm tư. Pháp môn nghe qua quá tà dị, hậu hoạn khẳng định không chỉ có những điều lão đạo nói. Về phần bị Thiên Đình đuổi bắt thì hắn lại không quan tâm. Bản thân hắn đã tu luyện luyện thần thuật bắt hay không bắt cũng chẳng có gì khác. Dùng cách đó đả thông tiên khiếu có thể rút ngắn bao nhiêu thời gian. Nửa ngày sau, Hàn Lập ngẩng đầu hỏi, cái này mỗi người mỗi khác, tùy theo sát khí trên người nồng đậm hay thưa thớt. Nói cách khác, giết càng nhiều càng dễ dàng quán thông tiên khiếu. Người nào sát khí thưa thớt dĩ nhiên tốc độ chậm chạp. Bất quá, đạo gia ta thấy bộ dáng người có vẻ cũng không ít, đủ nhanh hơn gấp đôi, cũng đã không tệ rồi ngươi cũng chớ xem thường tốc độ gấp đôi cho dù đỉnh cấp đan dược cũng chưa chắc có được công hiệu như vậy lão đạo liếc nhìn hàn lập khẽ cười một tiếng nói làm sao biết được sát khí có nồng đậm hay không hàn lập không để ý đến lão đạo hỏi cái này rất dễ đạo ra ta dạy ngươi một đoạn bí quyết hiển hóa sát khí nghe rõ Sứt lời lão đạo liền tụng niệm một đoạn khẩu quyết cổ quái hàn lập dựa vào lão đạo chỉ thị hai tay đưa ra một pháp quyết cổ quái ngâm tụng đoạn khẩu quyết kia nhất khí phân âm dương huyền âm có tam sát hung thần tụ họp dũng tuyền huyết sát bị nhốt bên trong sát từ thiên linh lên hiển hóa như minh linh hiện hàn lập ra lệnh một tiếng đánh một cái pháp quyết đơn thuần toàn bộ đại sảnh đều chấn động mãnh liệt chỉ thấy từng đạo hắc khí như khói mù từ trên đỉnh đầu hắn bay lên cuồn cuộn trông như mây đen lan tràn ra che đậy toàn bộ mái vòm đại sảnh trên thân thể cũng bị từng sợi khói đậm đen như mực nhìn như thực chất tràn ngập quấn quanh những hắc khí này liên tục không ngừng từ trong cơ thể hiển hiện ra, đan vào cuồn cuộn, nồng đặc tựa như mực nước. Toàn bộ khí tức trên người hắn đột nhiên biến đổi, sát khí ngút trời. Tàn hồn lão đạo đang đứng trong lư hương, nhìn thấy hàn lập tựa như một sát thần, miệng há hốc, cả buổi không khép lại được, nếu không phải hắn không có thực thể, giờ phút này chỉ sợ chấn kinh rất cả cằm xuống. Cái này, cái này, thật sự là đồ sộ, thực sự đồ sộ, tiểu tử ngươi tu luyện đến nay, cuối cùng đã giết bao nhiêu người rồi hả? lão thì thào lầm bẩm Hàn Lập cũng không có cảm giác gì khác thường, chẳng qua sau khi những khói đen lộ ra, bản thân lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng đồng thời nội tâm cũng sinh ra một tia lệ khí khó tả. Sát khí của ta thế nào? Tâm niệm Hàn Lập chuyển động, áp chế dị trạng, nhìn về phía lão đạo hỏi. Sát khí nồng đậm dày đặc như ngươi, đạo gia ta gặp qua không ít, nhưng đại đa số đều có mùi máu tanh nồng nặc, màu sắc đỏ sậm. Như ngươi lại bất đồng, màu đen thuần túy như thế này rất hiếm gặp, trẻ nhỏ dễ dậy, thật sự là trẻ nhỏ dễ dậy. Tu luyện pháp môn của ta, tai hại có thể trừ đến hơn phân nửa. Lão đạo chật chật lưỡi tán dương, Hàn Lập nghe vậy, cũng không cảm thấy vui mừng, thu lại pháp quyết trên tay, hắc khí đang cuồn cuộn tỏa ra lập tức thu liếm về trong cơ thể, biến mất không thấy tăm hơi. Sao lại vội vã thu hồi vậy, còn chưa triệt để phóng xuất lão đạo có chút oán giận nói. Đem công pháp của ngươi dạy cho ta đi, Hàn Lập mở miệng nói, quyết định muốn dùng rồi hả, Ngươi có thể nghĩ kỹ, hắc hắc, lão đạo cười hỏi, Hàn Lập không có trả lời, hắn cũng không quyết định lập tức sử dụng phương pháp này, chỉ là trước muốn nắm công pháp tới tay, còn dùng hay không dùng phải đợi xem xét tình huống đã. Sau khi lấy được từ chỗ lão đạo bộ sát khí công pháp tên là huyền sát minh linh công, hắn liền đem tàn hồn quay lại chỗ đại sảnh cung điện dưới đất trước kia. Vì trợ giúp lão đạo củng cố hồn phách, dưỡng hồn lô cũng tạm thời đặt ở chỗ đó. Tuy rằng bây giờ còn chưa biết lời lão đạo kể lại có bao nhiêu phần thật giả, nhưng người này lại hiểu rõ Minh Hàn Tiên cung không ít, mà một đám tàn hồn cũng không tạo thành uy hiếp gì với hắn, chẳng bằng cứ lưu lại trước. Làm xong hết thảy, Hàn Lập đi vào một phòng tối khác có diện tích không nhỏ trong cung điện, bắt đầu lấy ra một bộ pháp trận cấm chế, bận rộn bố trí. Chương 467, ngưng sát phá cảnh. Sau gần nửa canh giờ, Hàn Lập lại lần nữa đi vào trong phòng tối, bày ra một cái bổ đoàn, khoanh chân ngồi xuống. Hắn đưa tay mò vào trong người, lấy ra túi đựng đồ mà hô môn đạo nhân đưa cho hắn lúc tiến vào tiên phủ hắn mở túi ra bên trong là một viên ngọc giản màu trắng như tuyết phía trên khảm nạm từng đường vân kim sắc thần thức hắn chậm rãi chìm vào trong đó cẩn thận xem xét bên trong ngọc giản này chẳng phải là vật hắn cần sao là tầng thứ tư công pháp chân nguồn hóa luân kinh so với tầng thứ hai và tầng thứ ba công pháp từ trong sơn cốc bí cảnh bạch tước dẫn đường đến tấm bia đá không trọn vẹn thì hắn có được tầng thứ tư công pháp này thực sự quá dễ dàng khiến cho hàn lập cảm thấy có chút không chân thực bất quá hắn cũng hiểu tàn bia bên trong sơn cốc bí cảnh kia hơn phân nửa là trúc long đạo chủ năm đó đạt được ba tầng đầu công pháp cố ý đặt ở chỗ đó để che giấu tai mắt người làm cho người ta nghĩ lầm trúc long đạo chỉ có dấu ba tầng này về phần ngọc giản trên tay hắn lúc này lại giống với công pháp tầng thứ nhất mà hắn đạt được trước đó chẳng qua là phục chế phẩm mà thôi nội dung tầng thứ tư chân ngôn hóa luân kinh so với ba tầng đầu càng thêm dài dòng khó hiểu Hàn Lập khổ cực nghiên cứu hơn một tháng, cuối cùng mới hiểu sơ bộ về công pháp. Có cơ sở tu luyện ba tầng đầu công pháp, hắn đại khái hiểu được cơ chế chủ yếu tu luyện công pháp này, nhưng có vài điểm mấu chốt, hắn vẫn còn chưa hiểu rõ. Bất quá, từ đó phát hiện một chỗ đặc biệt, ngược lại làm hắn kinh hỉ vạn phần. Nguyên lai tu luyện tầng thứ tư chân ngôn hóa luân, bởi vì trong cơ thể người tu luyện đã góp nhặt không ít thời gian pháp tác lực, trong quá trình tu luyện có thể thông qua cảm ngộ, ngưng luyện ra thời gian chi tơ về phần có thể ngưng luyện ra nhiều hay ít, vậy phải nhìn cơ thể người tu luyện chữ được lực lượng pháp tắc nhiều hay ít, và cảm mộ thời gian pháp tắc mạnh hay yếu. Trong vòng hơn 2 tháng sau, Hàn Lập cũng không nóng lòng tu luyện chân ngôn hóa luân kinh, mà cẩn thận ôn lại ba tầng đầu công pháp một lần, lại tìm hiểu, liên hệ với tầng thứ tư công pháp một lần nữa. Nhưng quá trình này tốn thời gian không ít, hiệu quả lại quá mức nhỏ bé, một chút cảm ngộ chỗ khẩn yếu vẫn trì trệ không tiến hàn lập không ngạc nhiên chút nào với việc này cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước bây giờ đã không cách nào rời đi chẳng bằng ổn định lại tâm thần tập trung tu luyện vừa tăng cao tu vi lại vừa lĩnh hội công pháp có lẽ còn có thu hoạch không tưởng tượng được một ngày này hắn ở trong mật thất tĩnh tòa hơn nửa ngày sau đó ăn vào một viên đan dược tinh tiến tu vi rồi bắt đầu tu luyện chân ngôn hóa luân kinh một trận kim quang phun trào trước người chân ngôn bảo luân hiện ra ung dung xoay tròn hàn lập đưa mắt nhìn một cái lập tức lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trên bảo luân đang có một đoàn thời gian đạo văn sáng lên, lóe ra quang mang hơi mờ. Con người Hàn Lập có chút co rụt lại, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Trước đó hắn quá bận rộn lĩnh hội chân ngôn hóa luân kinh, vậy mà hoàn toàn không chú ý tới. Lúc trước toàn bộ đạo văn đã biến mất, đến bây giờ nhiều nhất chỉ qua 4 tháng, theo lý thuyết sẽ không có đoàn đạo văn nào khôi phục, chẳng lẽ là bởi vì có thêm hai sợi tơ thời gian pháp tắc. Thời gian tinh tơ thực sự quá mức thần bí, đến nay Hàn Lập cũng không hiểu rõ rốt cuộc có tác dụng gì, bất quá nếu nó làm tốc độ khôi phục thời gian đạo văn nhanh hơn, ngược lại là 10 phần tin tốt. Hàn Lập nhất thời nghĩ không thông, liền bình ổn tâm tình một chút, bắt đầu tu luyện chân ngôn hóa luân kinh. Chỉ thấy trên tay hắn kết động pháp quyết, trong miệng vang lên một trận nhỏ thanh âm ngâm tụng. Trên chân ngôn bảo luân treo trước người hắn nhộn nhạo lên từng vầng sáng kim sắc, từ từ chuyển động về phía sau, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, trên đó bắn ra tia sáng kim sắc, lập tức chiếu đầy toàn bộ căn phòng tối. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền qua hơn trăm năm. Bên trong phòng tối, Hàn Lập ngồi khoanh chân tĩnh tọa, giống như một pho tượng đá không nhúc nhích, trên thân thể lại hiện ra quang mang kim sắc. Sau một hồi lâu, hắn từ từ mở mắt ra, trong mắt lấp lóe hào quang màu vàng kim nhàn nhạt, sau đó lập tức ẩn vào đáy mắt. Nhìn tình huống này chỉ sợ ngàn năm cũng chưa hẳn có thể đả thông một tiên khiếu. Chẳng lẽ lại phải tu luyện huyền sát minh linh công kia? Lông mày hắn nhíu lên một chút, thân sắc có chút do dự, tự lẩm bẩm. Suy nghĩ một lát, bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, thấp giọng quát một tiếng ma quang. Trước người hắn chiếu ra một cái bóng, một trận vặn vẹo lắc lư giấy rụa kéo dài về phía trước mấy phần. Một trận dị hưởng rất nhỏ ở trong mật thất tối tăm vang lên, một cái bóng đen xì từ trước người Hàn lập tách ra, chậm rãi đứng thẳng lên. Bóng người kia một thân áo đen, da thịt đen nhánh như mực, dung mạo lại giống mấy phần với Hàn Lập, mái tóc màu đen phủ sau lưng, quanh thân mơ hồ có hắc sắc ma khí lượn lờ, chính là Ma Quang. Gã tính dưỡng nhiều năm như vậy, tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục, khí tức trên người còn mạnh hơn lúc trước. Hàn đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng gọi ta ra." Ma Quang nhếch miệng lên, lộ ra nét cười tà mị, chậm rãi nói. Vừa dứt lời, bỗng nhiên gã giật mình nhìn khí tức phát ra trên thân Hàn Lập, thần sắc bỗng nhiên biến đổi hàn lập nhìn thấy biến hóa này trong mắt nhưng lại không có bất luận biểu hiện gì lạnh nhạt nói ra những năm gần đây trải qua không ít sự việc chỉ là một mực không thích hợp để ngươi xuất hiện thôi hôm nay trùng hợp có một chuyện muốn hỏi mong rằng ma quang đạo hữu chỉ giáo không nghĩ tới từ lần trước gặp lại bây giờ hàn đạo hữu đã là một kim tiên xem ra con mắt ma quang chọn lựa chủ nhân quả tinh tường so với trước tốt hơn nhiều hàn đạo hữu có gì muốn hỏi cứ nói đi ma quang vừa cười vừa nói chuyện thứ nhất là hôi giới người biết rõ bao nhiêu hàn lập lại hỏi hôi giới tiên vực này một mực giữ kín như bưng chính mã lương năm đó cũng không tham dự nhiều cho nên ta biết cũng không nhiều chỉ biết đó là một tiên vực giống như vô vàn giới vực khác ma quang tự định giá một lát nói vậy về sát khí người có biết rõ không hàn lập có chút thất vọng tiếp tục hỏi nói đến sát khí tu sĩ các ngươi hẳn là hiểu rõ hơn ta mới đúng phàm là khi tiến hành giết chóc trong người sẽ hình thành hung sát chi khí, giống như thiên ngoại ma tộc chúng ta lúc giết chóc có thể hấp thụ ma khí. Chỉ là ngày thường các ngươi sẽ không hiện ra, trừ phi có một ít người giết chóc thực sự quá nặng, sát khí hóa hư thành thực, mới tự động hiển lộ ra. Ma Quang giải thích nói, vậy ngươi có từng nghe nói qua, tiên giới có công pháp nào có thể thông qua sát khí để tăng cao tu vi? Hàn Lập Như đang suy nghĩ, gật đầu nhẹ, hỏi, theo ta được biết, loại công pháp này đích thực là có bất quá bình thường sẽ không có tu sĩ chủ động tu luyện nghe nói sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn tấn thăng nào đó sau này tương đương trong lúc vô hình tăng thêm cho mình một cái bình cảnh thuộc về hành vi tự tìm đường khổ ma quang suy nghĩ một chút sau đó chậm rãi nói ra hàn lập nghe vậy nửa ngày không nói gì ma quang cũng đứng lẳng lặng một bên im lặng đánh giá hắn lần này làm phiền chờ xong chuyện này ta sẽ cùng đạo hữu đảm đạo một lần hàn lập ngẩng đầu nhìn ma quang một chút tay áo bỗng nhiên vung lên thân ảnh ma quang liền hư hóa, dung nhập vào cái bóng của hắn. Vài vạn năm, thực sự đợi không được a. À. Hàn lập thở dài một hơi, sau đó hai tay bấm pháp quyết cổ quái, quanh thân lóe lên ô quang, lập tức sát khí đẩy trời tuôn ra mãnh liệt, che đậy toàn bộ phòng tối. Theo tiếng ngâm tụng trong miệng hắn dần dần vang lên, sát khí phun trào như mây đen hỗn loạn, bỗng nhiên giống như ngựa hoang bị ghim dây cương, ngừng khuếch tán ra bên ngoài, ngược lại dần dần co tụ lại. Màu sắc trở nên càng ngày càng đậm đặc, hơi khói cũng càng ngày càng ngưng thực bám vào phía bên ngoài thân hàn lập sau khi sát khí ngưng thực dính vào da của hắn lập tức hàn lập cảm giác được khác thường trong lòng căng thẳng nhưng không có thu tay lại mà tiếp tục dẫn những sát khí này đi đến khiếu huyệt trên người mình chỉ thấy những sát khí này giống như là pháp lực tập kết một chỗ đánh tới một khiếu huyệt dưới xương sườn hắn khiếu huyệt cho tới nay không nhúc nhích tí nào lập tức bị sát khí mãnh liệt đánh vào có dấu hiệu phá bại hàn lập thấy vậy trong lòng hơi động Lúc này nhắm hai mắt lại, dốc lòng tu luyện. Không biết qua bao lâu, kèm theo một tiếng rất nhỏ vang lên từ trên thân Hàn Lập, ngay sau đó một vòng xoáy cỡ nhỏ hiện lên ở dưới xương sườn, hấp dẫn thiên địa nguyên khí chung quanh mãnh liệt cuốn tới, tràn vào trong khiếu huyệt kia của hắn. Mấy chục giây sau, đợi tất cả kim quang dị tượng biến mất hoàn toàn, dưới xương sườn Hàn Lập lại nhiều ra một điểm sáng màu vàng óng. Tiên khiếu thứ 37 rốt cục thông suốt, tâm niệm Hàn Lập vừa động dò xét chỗ tiên khiếu kia, chỉ thấy bên trong ngoại trừ đại lượng tiên linh lực ngưng tụ, bên ngoài còn treo lơ lửng một sợi sát khí màu đen, nhìn vô cùng nhạt nhẽo, cũng không có quá nhiều khác thường. Trong lòng hắn an tâm hơn chút, bàn tay co lại đưa chân môn bảo luân đến trước người. Chỉ thấy trên bảo luân, ngoại trừ không ít thời gian đạo văn đã khôi phục bên ngoài, ở gần bên trong vòng lại nhiều thêm hai đoàn, tổng cộng thành 362 đoàn. Lại nói, từ khi tiến giai kim tiên, những năm này hắn còn không bận tâm về sự tình trưởng thiên bình vẫn không tiếp tục thử thông qua ngưng kết tinh hạt gia tăng đạo văn, chỉ chờ sau này rời khỏi nơi này lại tiếp tục tính toán. Hàn Lập nghĩ vậy, tay biến đổi pháp quyết, yên lặng thôi động chân môn bảo luân, chỉ thấy trên đó dập dần kim quang, phóng xuất ra tầng tầng gợn sóng kim sắc, hết thảy đều không có gì khác biệt so với trước kia. Hai ngày tiếp theo, Hàn Lập không có tiếp tục tu luyện, mà dốc lòng quan sát tình trạng bản thân, xác nhận không có gì dị thường mới từ từ yên lòng. Hắn dùng qua đan dược, sau đó lại tiếp tục bước lên hành trình tu luyện tu hành nhập định, năm tháng trôi qua, nhoáng một cái đã hơn ngàn năm. Một ngày này, từ lúc Hàn Lập phá cảnh trở thành kim tiên đến nay, vùng trời tòa phế thành đã yên lặng thật lâu, bỗng nhiên có cuồng phong thổi cuốn, mây đen nổi lên, thiên địa linh khí như chiều cường sông lớn cuồn cuộn lại hướng một lâm viên phía trong thành. Giữa sắc trời mờ tối, một vòng xoáy linh khí có phương viên cơ hồ chiếm toàn bộ thành trì lăng không tạo ra, như một cái phễu lớn núi liền trời đất, điên cuồng rót thiên địa nguyên khí vào bên trong một cái hang lớn tối đen như mực trong lâm viên thiên địa nguyên khí tuôn vào, trong nháy mắt rót đầy toàn bộ đường hành lang, như một dòng sông lớn kéo dài không dứt, tràn vào chỗ sâu trong một căn phòng tối. Chương 468, linh vực. Lúc này, trong phòng tối kim quang mơ hồ tựa như một biển sương mù màu vàng cuồn cuộn bao phủ toàn bộ gian phòng. Giữa phòng, Hàn Lập đang ngồi khoanh chân đắm mình trong biển kim quang, trên người tựa như khoác kim lũ y, toàn thân kim quang chói mắt, chỉ có thể thấy một bóng người mơ hồ. Một biển mây thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng tràn tới, xoay tròn trong phòng, hóa thành một vòng xoáy lớn tản ra từng đợt chấn động như thủy triều, làm cấm chế Hàn Lập sắp đặt sẵn từ trước rung lên từng đợt mãi không thể dừng lại. Sau mấy canh giờ chấn động mới dần dần chậm lại, thanh thế cũng nhỏ dần đi. Lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên hét to, hai mắt mở ra. Từng đợt kim mang từ trong mắt bắn ra, nhìn như thực chất kéo dài không tan. Nửa ngày sau, hắn phun ra một hơi dài chọc khí, tiếp đó tiện đà hút vào như cá voi hút nước lập tức kim quang trong phòng ảo ảo cuốn về miệng hắn, bị hắn hút hết vào bụng. Ngay sau đó, dưới ít hầu lập tức hiện lên một quang điểm màu vàng, sáng ngời vô cùng, không ngừng hấp thu hết thiên địa nguyên khí còn sót lại chung quanh. Bây giờ, tiên khiếu cuối cùng để bước vào kim tiên trung kỳ cuối cùng cũng đã quán thông. Vù vù vù, một trận gió gào thét vang lên, chân ngôn bảo luân từ sau lưng hàn lập bay ra trước người, ung dung quay tròn lơ lửng trên không. Hàn lập ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy có hơn 400 đoàn thời gian đạo văn hơi mở xoay tròn kim quang rạng rỡ. Ánh mắt hắn lóe lên, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, kim quang trong mắt biến mất, một tay khẽ vẫy. Lập tức, có 6 sợi tơ màu vàng trên chân ngôn bảo luân bay ra, như tên bắn thẳng vào tay hắn. Lúc gần tới bàn tay, sợi tơ vàng bỗng nhiên ngừng lại, đang căng thẳng bỗng dưng mềm mại, quấn vào đầu ngón tay hắn một vòng rồi rơi vào lòng bàn tay hắn. Những sợi tơ này đúng là sợi tơ thời gian pháp tắc của hắn. Ngoại trừ ba sợi lúc đầu, trong những năm này Hàn Lập khổ sở tiềm tu chân ngôn hóa luân kinh, lần lượt cô động được thêm ba sợi nữa. Hắn vốn tưởng lần này thành công tu luyện đến kim tiên trung kỳ, ít nhất có thể cô động được thêm một sợi nữa, nhưng kết quả lại không như ý. Thực tế, hơn một nghìn năm nay, hắn một mực tu luyện, khó khăn nhất mới giác ngộ được ba lần. Mỗi lần như thế, hầu như đều do trong lúc tu luyện gặp cảm giác khó nói, sau đó tự dưng chờ tỉnh ngộ, ngưng ra được một sợi tơ thời gian, mỗi lần số lượng sợi tơ thời gian tăng thêm, hắn lại cảm ngộ sâu hơn đối với lực lượng thời gian pháp tắc. Lúc trước tìm hiểu tầng thứ tư công pháp chân ngôn hóa luân kinh gặp phải bình cảnh, cũng dễ dàng giải quyết, tu luyện càng ngày càng trôi chảy. Ngàn năm trôi qua, phàm thế cũng đã qua vài lần luân hồi. Nhưng đối với người tu tiên đã vượt qua chân tiên cảnh, kỳ thực chỉ là một cái trước mắt mà thôi. Một vài công pháp tiên nhân đặc thù trong truyền thuyết còn có thể mơ hoài không tỉnh, chớp mắt một chút đã qua mấy nghìn năm. Vì thế, Hàn Lập tiến dài đến Kim Tiên Trung Kỳ nhanh đến như vậy làm trong lòng hắn cũng giật mình, càng cảm thấy kỳ lạ với công pháp huyền sát minh linh công này. Đương nhiên, hắn cũng khó tránh khỏi đôi chút tâm thần bất định, dù sao lấy sát khí tăng tiến tu vi quá nhanh thì tai họa ngầm cũng trùng trùng điệp điệp. Chỉ là trước đây mỗi một lần quán thông một tiên khiếu hắn đều quan sát một phen, cũng sử dụng nhiều loại thủ đoạn để kiểm tra, nhưng ngoại trừ một ít tơ mịn quấn quanh tiên khiếu không tan đi, thì cũng không tìm thấy có gì bất ổn. Tình thế hiện tại, hắn cũng chỉ có thể mặc kệ hết. Dù sao, tu luyện lâu như vậy cũng đạt đến kim tiên trung kỳ, rốt cuộc hắn cũng có hy vọng rời khỏi chỗ này. Những chuyện khác đợi sau khi rời đi rồi tính sau cũng không muộn. Chờ sau khi hết thảy sóng êm gió lặng, Hàn Lập mới đứng dậy, thu lại pháp trận bốn phía, quay người ra khỏi phòng tối. Tới gần đại sảnh chỗ tàn hồn lão đạo, còn chưa vào cửa hắn đã nghe bên trong truyền đến từng hồi căn nhằn làm nhảm mơ hồ lúc rõ lúc không. Đi vào cửa điện, hàn lập liền thấy tàn hồn lão đạo đang ung dung lơ lửng giữa không trung nói chuyện với pho tượng của chính mình ai nhớ năm đó đạo gia ta sao mà phong lưu khoái hoạt không cần dùng đến thân phận tiên quân chỉ cần danh tiếng của kim tiên vô sinh đạo nhân cũng đã lọt vào mắt xanh không biết bao nhiêu tiên tử mỹ miều bây giờ bị giam cầm chết dẫm nơi đây không biết bao nhiêu năm rồi nhất định có rất nhiều tiên tử phải thương tâm rơi lệ đứt ruột đứt gan rồi hàn lập mới đứng có một chút đã nghe không lọt tai nữa liền ho nhẹ một tiếng cắt ngang lão đạo nói, xem ra tiền bối khôi phục rất nhiều, tinh thần mạnh hơn so với lúc mới gặp không biết gấp bao nhiêu lần. Lão đạo nghe vậy, đột nhiên xoay người nhìn về phía Hàn Lập, vốn là sững sờ, tiếp theo cả kinh, ngay sau đó lại vui vẻ, biểu cảm trên mặt biến hóa phong phú đến cực điểm. Sao, làm sao có thể, lúc này mới qua bao lâu chứ, tiểu tử ngươi thật sự tu đến kim tiên trung kỳ, chẳng lẽ là... Lông mày lão đạo bỗng nhiên nhướng lên, tay chỉ vào hàn lập, có chút trần chờ nói chẳng lẽ cái gì hàn lập thấy thế cảm thấy không ổn nhíu mày hỏi chẳng lẽ người cũng giống đạo gia là kỳ tài tu đạo xưa nay khó gặp lão đạo vẻ mặt trịnh trọng nói ra hàn lập nghe vậy cũng chỉ im lặng lần này ta đến là để cáo biệt tiền bối ta đã trở thành tu sĩ kim tiên trung kỳ có thể rời khỏi nơi này cái dưỡng hồn lô kia cũng không phải báu vật hiếm có gì ta để lại cho tiền bối coi như quả chia tay hàn lập ôm quyền với tàn hồn lão đạo quay người định rời khỏi còn không đợi hắn nhấc chân lão đạo ở sau lưng vội vã kêu lên hàn lập nghe tiếng lập tức dừng chân quay đầu nhìn lại ai ra tên tiểu tử kia ngươi không mang đạo gia ta đi cùng sao lão đạo lớn tiếng kêu thoáng cái bay tới trước người hàn lập vãn bối có từng nói đưa tiền bối cùng đi sao khóe miệng hàn lập nở một nụ cười nhẹ hỏi hắc đồ vong ân phụ nghĩa này lão đạo mới nói được một nửa đã vội vàng ngừng lại vẻ mặt hàn lập tỏ ra không sao cả nhíu mày, tựa hồ khích lệ lão đạo nói tiếp. "Hắc hắc, đạo gia ta tốt xấu cũng chỉ cho ngươi con đường ra ngoài, ngươi cũng không thể bỏ mặc ta ở chỗ này được." "Huống chi một khi ngươi hủy diệt hạch tâm bí cảnh, cái cung điện này chỉ sợ cũng không tồn tại được, tàn hồn đạo gia ta làm sao giữ được chứ?" Ngữ khí lão đạo biến đổi, tỏ ra đáng thương nói. Hàn Lập nghe vậy, làm bộ như đang suy nghĩ, lộ ra chút khó xử. Lời tiền bối cũng không phải vô lý, nhưng chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau còn chưa tốt đến độ là thiện duyên có khi là nghiệt duyên chưa biết chừng không bằng thế này tiền bối dạy ta phương pháp cô động linh vực ta liền đưa người rời đi được không sau nửa ngày hắn mới chậm rãi nói lão đạo nghe vậy hận không thể vung tay tát một cái vào mồm hắn lão bắt đầu hối hận lúc trước đã khoe khoang nói ra việc bản thân giúp mặc vũ cô động linh vực xem ra tiểu tử này từ lúc đó đã có tính toán đem mình làm quân cờ rồi đạo gia có thể dạy ngươi phương pháp cô động linh vực nhưng sau đó ngươi lại đổi ý thì sao? Lão đạo nghiêm sắc mặt, nói ra, vãn bối chỉ là đề xuất biện pháp như vậy, nếu tiền bối băn khoăn như vậy thì bỏ đi. Tại hạ cũng không muốn ép buộc người khác, hàn lập cười bộ dáng không sao cả, lạnh nhạt nói. Ngươi, ngươi, ai, vẫn câu nói cũ, ngươi đang thế mạnh không thể không theo, làm như lời ngươi đi. Lúc này lão đạo trừng mắt, quyết đoán nói, tiền bối thật là một người sảng khoái. Hàn lập cũng màu mè nói ra, Người đã biết gì về linh vực rồi? Trong bụng lão đạo oán thầm không thôi, thanh âm trầm muộn hỏi. Cái này, vãn bối biết không nhiều lắm, kính xin tiền bối cho biết là được. Hàn lập lắc đầu, nói ra. Lão đạo nghe vậy, liếc mắt, tiếp tục nói. Tác dụng của linh vực chắc hẳn không cần lão đạo nhiều lời, người cũng đã được chứng kiến không ít. Về bản chất, kỳ thật là việc tu sĩ nắm giữ một lực lượng pháp tắc nào đó, thời điểm phóng thích sẽ hình thành ảnh hưởng đối với cảnh vật trong một phạm vi xung quanh phạm vi lớn nhỏ hay ảnh hưởng mạnh yếu đều quan hệ với trình độ tu sĩ nắm giữ lực lượng pháp tác tiền bối nhất định phải nắm giữ lực lượng pháp tác mới có thể thi triển hay sao hàn lập nghe vậy lông mày cao lại nói hắn bỗng nhiên nhớ lại lúc còn ở linh giới bảo hoa chưa nắm được lực lượng pháp tác nhưng lại có thể thi triển linh vực đúng vậy nắm giữ lực lượng pháp tác là điều kiện tiên quyết để thi triển linh vực bất quá cũng không phải tuyệt đối một ít tu sĩ không thể nắm giữ lực lượng pháp tác cũng có thể thông qua bảo vật đặc thù phối hợp công pháp đặc thù, cũng có thể thi triển ra linh vực. Chỉ là loại linh vực này bất quá là hàng bắt trước, tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt chí mạng, căn bản không vào được pháp nhãn bổn đạo ra. Lão đạo sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra. Thì ra là thế, nếu như linh vực và lực lượng pháp tắc có quan hệ mật thiết, thì chẳng lẽ lúc thi triển cũng phải dựa vào lực lượng pháp tắc để duy trì? Hàn lập gật đầu, hỏi. Đúng thế, hơn nữa linh vực có vững chắc, Uy năng cường đại hay không đều quan hệ với trình độ nắm giữ lực lượng pháp tắc của tu sĩ. Nếu ngươi nắm giữ số lượng sợi tơ pháp tắc càng nhiều, trình độ càng cao, càng tăng uy năng cho linh vực. Lão đạo nói tiếp, liên tiếp, lão đạo giải thích một ít thường thức cơ bản về linh vực cho Hàn Lập. Hàn Lập một bên nghe, một bên so sánh những gì mình từng chứng kiến, rất nhiều nghi hoặc lúc trước đã giảm đi phân nửa. Cuối cùng, lão đạo nhìn về phía Hàn Lập, chậm rãi nói ra: "Ta dạy cho ngươi một môn công pháp" không có danh tiếng gì đặc biệt, là loại phương pháp cô động linh vực thường thấy trong tiên vực. Thông dụng nhất, cũng dễ dàng nhất, người lắng nghe cho kỹ. Dứt lời, lão liền bắt đầu truyền thụ khẩu quyết môn công pháp kia cho Hàn Lập. Theo lời lão thì môn công pháp này rất bình thường, xem ra chẳng khác gì đồng nát, nhưng đó là so với cấp độ thái ất ngọc tiên lúc đầu của lão. Đối với cảnh giới hiện tại của Hàn Lập cũng không phải loại thường. Trên thực tế, thời điểm hắn tu hành tại Trúc Long Đạo, đã từng tìm kiếm công pháp tương tự, trong nội môn tuy có điển tàng cũng chỉ có tu vi kim tiên trở lên mới đổi được về sau lúc tìm tòi ở vô thường minh cũng bán giá cực cao thế nào nhớ kỹ chưa lão đạo liếc mắt nhìn hắn hỏi nhớ kỹ độ khó tu luyện tựa hồ không lớn bất quá cũng phải thử mới biết được hàn lập gật đầu nhẹ nói ra khẳng định tiểu tử ngươi nhất định luyện được nên ta mới dạy chứ lão đạo tức giận nói có lẽ không lâu đâu xin mời tiền bối lại chờ một chút hàn lập vừa cười vừa nói dứt lời hắn phất tay áo xoay người ra khỏi đại sảnh, để lại một mình lão đạo ở đó làm nhảm không ngừng. chương 469, chỉ trong chớp mắt, thoáng chốc lại qua mấy năm, Hàn Lập đang mặc một bộ thanh bào, tay cầm lư hương màu tím đen, đang dọc theo một hành lang tĩnh mịch, chậm rãi đi vào đại sảnh cung điện ngầm. Mặt đất trong sảnh sáng lên từng sợi kim quang, tản ra từng đợt ấm áp. Trong lúc vãn bối phá bỏ hạch tâm, tạm thời tiền bối chịu khó một chút nhé. Hàn Lập đứng lại trong đại sảnh địa cung, hướng về phía lư hương nói một tiếng tàn hồn lão đạo cũng biết sắp được thấy ánh mặt trời có chút nôn nóng cũng quen với việc hàn lập bất kính đối với lão dĩ nhiên lúc này không có lên tiếng cãi lại chỉ im lặng ngồi xếp bằng ở bên trong lư hương hàn lập thấy thế thì cười cười cổ tay run lên lấy ra hai mảnh phù lục phong ấn màu vàng đưa ngang dán vào trên lư hương đem tàn hồn lão đạo cách ly liên hệ với bên ngoài sau khi làm xong hắn nhấc tay trái đem lư hương bỏ vào trong tay áo chỉ thấy hắn hít sâu một hơi chậm rãi đi vào bên cạnh bệ đá trong đại sảnh cúi người nhìn thoáng qua thái âm nhật quỹ khảm trong đó khác với lần đầu tiên tới đây lần này hắn cảm nhận được lực lượng thời gian pháp tắc rất rõ rệt không giống với cảm thụ của hắn ngày trước nếu không chủ động sử dụng thần thức tiếp xúc thời gian chi lực trên nhật quỹ chỉ như giếng nước yên tĩnh một chút lay động cũng không có mà giờ đây hàn lập có thể cảm thấy nó tựa như sông lớn cuồn cuộn kéo tới hàn lập tập trung hai tay kết một pháp quyết kim mang sau lưng tràn ra, chân ngôn bảo luân hiển hiện. Thân sắc hắn nghiêm nghị, chậm rãi nhắm mắt, hai tay kết một pháp quyết, con mắt màu vàng ở giữa bảo luân lập tức xoay tròn, bắn ra một tia sáng màu vàng thẳng đến thái âm nhật quý. Chỉ thấy tia sáng màu vàng kia còn chưa tới, một màn kỳ dị đã xuất hiện. Thái âm nhật quý vốn đang bất động lại khẽ run lên, lơ lững trên không. Cây kim sắt lóe lên hào quang, nhanh chóng quay tròn không ngừng, từ đó bắn ra một sợi tơ điện màu đen bắn về phía tia sáng màu vàng kia. Đùng, âm thanh điện lưu vang lên một hồi, tia sáng màu vàng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành bột phấn kim sắc vùng vãi rơi xuống, bao phủ trọn vẹn bệ đá vào trong. Hàn Lập qua chân thực chi nhãn quan sát tình huống này, trong tai lại vang lên một hồi sấm sét, làm cho toàn bộ thần thức của hắn bỗng nhiên mất hết, lại lần nữa tiến vào trạng thái trống rỗng. Chỉ là lần này, ngũ giác của hắn không mất đi, mà ngược lại còn xuất hiện biến hóa kỳ lạ. Tầng bột phấn kim sắc đang vùng vãi bỗng nhiên cuốn ngược lại, Giống như dòng sông màu vàng nuốt trọn cả người hắn vào trong. Hắn chỉ cảm thấy thân hình như bay, tựa như đi xuyên qua dòng sông thời gian, bên cạnh không ngừng có những sợi tơ màu vàng trôi qua. Hắn dốc sức liều mạng muốn bắt lấy, liên tiếp thò tay ra tóm nhưng chỉ rơi vào khoảng không. Trong lòng Hàn Lập bất giác có chút nôn nóng, trong lúc vô tình lại yên lặng vận chuyển công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh. Chân Ngôn Bảo Luân xoay tròn xung quanh phía sau hắn, lập tức phía trên có hơn 400 đoàn thời gian đạo đồng thời tỏa ra kim quang chói mắt. Bên trong dòng sông thời gian, trên bàn tay hắn sáng lên một mảnh kim mang, lần nữa thử vươn tay ra, vậy mà liền tóm được một sợi tơ màu vàng, chính là một sợi tơ thời gian pháp tắc. Sau khi bắt được một sợi, Hàn Lập vô cùng vui sướng, lại thò tay tóm lấy một sợi khác. Hai sợi tơ vừa vào tay, toàn bộ dòng sông thời gian lập tức rung động kịch liệt, giống nước lũ trên núi bùng nổ dữ dội, trở nên mạnh mẽ nóng nảy vô cùng. Hàn Lập cảm giác đầu mình chìm vào trong nước, hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn hắn bắt đầu dãy giụa vặn vẹo nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thoát khỏi dòng sông đúng lúc này có một đợt thủy triều màu vàng cực lớn mãnh liệt tràn đến hướng vào đầu hắn chụp tới hàn lập dãy ruộa ngoi lên trong lòng quyết định thẳng hướng về phía thủy triều mà đi hai tay cùng lúc hướng ra hai bên chụp lấy những sợi tơ màu vàng trong thủy triều lại có hai sợi tơ vào tay toàn bộ dòng sông thời gian lập tức vang lên một tiếng sét đánh kinh thiên triệt để tan vỡ gần như cùng lúc đó hai mắt hàn lập đột nhiên mở ra trong miệng bắt đầu thở dốc kịch liệt. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay, chỉ thấy trong đó trống không, không khỏi có chút thất vọng. Lúc này trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác, liền quay đầu nhìn lên chân môn bảo luân. Trên đó thình lình đã có trọn vẹn 10 sợi tơ màu vàng quấn quanh. Vừa rồi dị tưởng kia trùng trùng điệp điệp, vậy mà không phải hư ảo, lần cảm ngộ ngắn ngủi này của hắn, vậy mà thu hoạch được bốn sợi tơ thời gian. Hàn lập vui mừng quá đỗi, lại nhìn sang trên bệ đá, chỉ thấy thái âm nhật quỹ đã rơi xuống bên trong lỗ khảm bệ đá như cũ, phía trên cây kim sắt vẫn đang nhanh chóng xoay tròn, nhưng 12 ngấn được khắc ở trên lại trở nên 10 phần mơ hồ, đã không còn thấy rõ. Hàn lập trong lòng khẽ động, hai tay lại kết pháp quyết, chân thực chi nhãn sau lưng lại lần nữa tỏa ra kim quang trói mắt. Một cỗ lực lượng thời gian pháp tắc cường đại từ trong phun ra, trực tiếp rót vào lỗ khảm bệ đá. Lúc này, thái âm nhật quỹ không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại là trên bệ đá sáng lên từng đạo đường vân màu vàng, rậm rạp chằng chịt như mạng nhện lan tràn ra, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ mặt đất đại sảnh, kéo dài ra đến hành lang, tỏa ra từng cái khắp ngõ ngách cung điện dưới lòng đất. Không bao lâu, bên ngoài cung điện dưới lòng đất, trong thành trì đổ nát cũng bắt đầu lan tràn những đường vân màu vàng, toàn bộ bí cảnh đều bao phủ một mảnh kim quang. Trong mắt Hàn Lập, kim sắc quang mang sáng lên, hai tay nắm chặt lấy mép bệ đá, đem lực lượng thời gian pháp tắc của bản thân biên cuồng rót vào trong đó đạo văn thời gian trên chân ngôn bảo luân từng đoàn một bắt đầu tắt dần. Lại nghe một tiếng két khẽ vang lên, mặt ngoài bệ đá bắt đầu hiện ra từng vết dạn rất nhỏ, theo đường vân màu vàng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hàn lập chỉ cảm thấy hư không bốn bề theo đó hiện ra những vệt màu đen nhỏ bé, đan vào hệt như mạng nhiệt. Hơn nữa khi từng đạo văn thời gian trên bảo luân tắt đi thì những vệt màu đen này càng ngày càng to ra và càng ngày càng dày đặc. Trong lòng trầm xuống, hắn nín thở, quanh thân hiện ra một tầng lưu quang màu bạc nhạt giống như thực chất, khiến cho toàn thân ngân quang rực rỡ. Nhưng vào lúc này, đạo thứ 60 trên chân ngôn bảo luân lóe lên rồi vụt tắt, rốt cuộc vang lên một tiếng nổ rung trời. Toàn bộ bí cảnh nhỏ chấn động ầm ầm kịch liệt, hai mắt hàn lập nhíu lại, thấy trong hư không phía trước, một vầng mặt trời màu vàng đường kính hơn một trượng không biết từ đâu mọc ra, nở rộ từng đợt kim quang khủng khiếp, tiếp theo ầm ầm nổ tung, phóng ra kim sắc quang mang lóa mắt. Những vệt màu đen khắp nơi ở bên trong kim sắc quang mang trở nên uốn éo nhưng không hề đứt mà lao vào trung tâm, tạo thành một vòng xoáy cực lớn màu đen. Từ bên trong đó truyền ra một cỗ hấp lực vô cùng mạnh mẽ, hút sạch tất cả gạch đá, cây rừng bên trong bí cảnh vào. Hàn Lập còn chưa kịp có cử động gì, thân thể như một thuyền nhỏ trong gió lốc bị kéo vào trong nháy mắt. Sau một hồi trời đất quay cuồng, thân hình Hàn Lập loạn choạng, tiếp theo hình ảnh trước mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quét qua, lập tức sững sờ. Lúc này, chỗ hắn đang đứng không ngờ chính là trước một tòa đại điện màu vàng, sau lưng là cánh cửa màu vàng cao vài chục trường. Ở cách đó không xa, một thiếu nữ khuôn mặt như vẽ đang đứng, vẻ mặt khẩn trương, miệng khẽ nhếch. Không phải lục vũ tình thì là ai? Xa xa cửa chính, một nữ đồng tám chín tuổi tóc vàng đang rằng co cùng một nữ tử chân chân, đầu đội ngân quan mặc áo bảo màu bạc. Xung quanh nữ tử có một quần trăng mờ lượn lờ lớn tầm hơn 10 trượng giữa không trung phía trên nữ tử có một hư ảnh đầu rồng cực lớn màu xám đang há to cái miệng đầy máu từ bên trong phun ra một cột sáng ba màu trong khi hai tay nữ đồng tóc vàng nứt toác bắn ra hai sợi tơ hòa làm một đối chiến cùng cột sáng ba màu đúng là kim đồng cùng cự linh hết thảy mọi thứ lại giống hơn ngàn năm trước như đúc lúc hàn lập trước khi tiến vào cửa chính màu vàng bất đồng chính là màn ánh sáng màu vàng bao phủ tòa cung điện cao hơn trăm trượng lúc trước giờ đây lại có vẻ ảm đạm mất đi ánh sáng trói lọi trước đây chuyện gì thế này hàn lập không khỏi ngây người hắn chờ lâu như vậy ở thế giới trong cung điện thì thế giới bên ngoài tại một khắc ngay trước khi hắn tiến vào đã dường như dừng lại. Ba người kia lúc này cũng chú ý tới Hàn Lập, kẻ vừa biến mất trong nháy mắt, cũng đều lộ vẻ mặt sửng sốt. Lục Vũ Tình khẽ giật mình, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Dầm dầm, xa xa cột sáng ba màu và sợi tơ rốt cuộc đụng nhau, phát ra một tiếng nổ mạnh long trời lở đất. Hào quang vô cùng chói mắt từ trên cột sáng và sợi tơ bộc phát ra, thình lình chia toàn bộ màn trời thành hai nửa. Một nửa cuồn cuộn tam sắc quang diễm, một nửa tinh quang trói mắt mạnh mẽ đập vào nhau. Toàn bộ hư không ầm ầm rung động, nhất là ở chỗ hai thứ tiếp xúc, hư không lại càng vặn vẹo rung động, dường như bất cứ lúc nào đều có thể vỡ vụn. Trên mặt đất, những tảng đá bị hào quang trên bầu trời chiếu vào, phảng phất băng tuyết, lập tức bị tan đi, biến mất hầu như không còn, hòa vào mặt đất. Lục Phú Tình nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt biến sắc, thân hình nhoáng một cái, hóa thành ánh sáng màu xanh bay ra phía xa xa bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của nó. Hàn lập lại không động thân, miệng khẽ quát một tiếng. Bên ngoài thân hắn bỗng nhiên hiện ra 36 đoàn tinh quang sáng ngời, lập tức hóa thành một tầng chân cực chi mô như có thực. Xì xì xì, từng đạo hào quang chiếu vào chân cực chi mô của hắn, phát ra thanh âm xung đột chói tai. Chân cực chi mô chớp chấp hào quang, nhẹ nhẹ rung, sau đó không có chút dấu hiệu vỡ vụn hoặc là suy yếu gì. Ánh mắt hàn lập sáng ngời nhìn lên không chung, chỉ thấy cột sáng ba màu càng lúc càng nồng nặc, nhanh chóng đè ép sợi tơ xuống phía sau sợi tơ, sắc mặt kim đồng càng lúc càng trở nên khó coi. Nữ nồng khẽ quát một tiếng, kim quang chỗ cụt tay lóe lên, hai cánh tay ngưng tụ ra lần nữa, bất quá hình dáng vẫn còn hơi mờ, hai tay đẩy ra hư không. Hai đạo kim quang óng ánh theo lòng bàn tay bắn ra, nhập vào làm một, lóe lên kim quang, lần nữa hóa thành một sợi tơ màu vàng. Hai sợi tơ đan chéo nhau, ngăn cản phía trước cột sáng ba màu. Nhưng lực lượng pháp tác bên trong cột sáng ba màu mãnh liệt hơn, vẫn nhanh chóng áp đảo hai sợi tơ. Tình thế trở nên vô cùng nguy hiểm, chương 470, xuất thủ. Hàn Lập nhìn thấy Kim Đồng đã không thể chống cự được nữa, chỉ nhoáng một cái, đang đứng im liền biến mất vô tung. Sau một khắc, thân hình của hắn như thuấn di, xuất hiện bên cạnh Kim Đồng, trong tay áo lóe lên kim quang, một nắm đấm từ đó phóng ra như tia chớp, năm ngón tay nắm chặt giáng xuống. Trên nắm tay kim quang lóng lánh, phảng phất như chế tạo bằng vàng ròng, phía trên từng lớp phù văn màu vàng lượn lờ không ngừng. Phù, một tiếng một đạo quyền ảnh quang trụ màu vàng cỡ thùng nước bắn ra nhảy lên vô số phù văn màu vàng tản mát ra từng luồng thời gian pháp tác chấn động vô cùng đáng sợ ầm um, quang trụ màu vàng cùng tam sắc quang trụ va chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ rất lớn phụ cận hư không chấn động mạnh từng vòng gợn sóng hiện lên trụm lại rồi khuếch tán ra chung quanh kéo dài không tiêu tán lúc này tam sắc quang trụ bị ngăn cản không cách nào tiến lên phía trước một bước hai cây tinh ti cũng ngừng uốn lượn vẻ mặt kim đồng có chút buông lỏng quay đầu nhìn về phía hàn lập trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nói a à, tu vi của ngươi giữa không trung cử linh liếc nhìn hàn lập cảm ứng được khí thức khổng lồ từ tu vi kim tiên trên người hắn trong mắt cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi hàn lập bỗng biến quyền thành trưởng một ngón tay điểm ra ông trong quang trụ màu vàng quang mang lóe lên một sợi dây nhỏ màu vàng gần như trong suốt hiện ra cùng với sợi tơ của kim đồng nhìn khá giống nhau uy thế lại càng thêm to lớn tản mát ra thời gian chi lực chấn động vô cùng to lớn Tơ mỏng màu vàng vừa mới hiện ra, toàn bộ bầu trời liền lập tức ảm đạm. Một tiếng vèo, tơ mỏng bắn thẳng về phía trước, đằng sau kéo lấy một vệt thật dài màu vàng cam, nhìn rất giống một vệt kiếm khí màu vàng cực mỏng, lóe lên một cái rồi biến mất chui vào trong tam sắc quang trụ, chém thẳng về phía cử linh. Những nơi tơ mỏng màu vàng đi qua, từng khúc tam sắc quang trụ lập tức phiêu tán, biến mất vô thanh vô tức. Đi, kim đồng nhìn thấy cảnh này, cũng lập tức kêu khẽ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Hai sợi tơ lập tức bắn ra, chém về phía Cử Linh. Ba sợi tơ pháp tác đan sen vào nhau, tam sắc quang trụ tán loạn nhanh chóng, phản phất viết lở núi sập, trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Cử Linh nhìn thấy cảnh này, biến sắc, điểm nhẹ dưới chân, thân hình lập tức bắn ngược về phía sau. Trong mắt Hàn lập lóe lên tinh quang, một tay điểm tới. Tơ mỏng màu vàng bỗng mờ ảo, chợt dung nhập vào hư không, biến mất không còn tâm tích. Sau một khắc, trước người Cử Linh hư không rung lên ông ông tơ mỏng màu vàng lăng không hiện ra. Vô số màu vàng lăn tan sáng trói từ trong tơ vàng tản mát ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ phạm vi mấy chục trượng chung quanh, bao phủ luôn cả cử linh trong đó. Cử linh bắn ngược lại, thân hình bỗng nhiên chậm chạp, mặc dù vẫn bay về phía sau, nhưng tốc độ chậm hơn gấp 10 lần, vẻ mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Tơ mỏng màu vàng tốc độ không giảm chút nào, chém thẳng xuống đầu cử linh. Cử linh sắc mặt đại biến, thân thể chợt uốn éo, toàn thân lốm đốm hiện ra những khối màu xám, phảng phất như những cái vải màu xám từ trong những cái vải này sương mù hôi sắc cuồn cuộn tuôn ra bên trong tản mát ra từng trận chấn động lực lượng pháp tắc vậy mà không bị gợn sóng màu vàng ảnh hưởng bao trùm thân thể của nàng hóa thành đám mây xám nồng đậm cỡ mấy trượng mây xám vừa mới hình thành tơ mỏng màu vàng liền chém xuống chui vào trong đó bị chém thành hai phần mây xám phát ra một tiếng ầm nhưng lập tức hai mảnh mây xám liền quay cuồng liền hòa thành một thể khôi phục nguyên trạng từ trong mây truyền ra một tiếng kêu đau đớn, sau đó một tiếng lạch cạch, liền rơi xuống một đoạn cánh tay, bên ngoài máu me đầm đìa, đúng là một cánh tay của Cử Linh. Tơ mỏng màu vàng chém về phía mây xám, tiếp tục bay thẳng đến mấy trăm trượng về phía trước mới ngừng lại được. Mây xám bỗng nhiên quay cuồng mãnh liệt, tản mát ra hôi sắc chói mắt, bỗng nhiên thoát ra khỏi gợn sóng màu vàng, lóe lên bay ra ngoài mấy trăm trượng rồi ngừng lại. Những biến hóa liên tiếp vô cùng nhanh chóng, Hàn Lập muốn ngăn cản cũng không kịp lông mày hắn không khỏi hơi nhíu lại tay phất một cái sợi tơ mỏng màu vàng như linh xà lóe lên bay vụt trở lại chui vào trong cơ thể hắn tiểu tử hóa ra ngươi che giấu tu vi ngay cả ta trước đây cũng bị ngươi lừa nhưng đừng tưởng rằng như này là đã có thể phách lối trước mặt lão nương ta giết không biết bao nhiêu kim tiên rồi dám làm tổn thương đến thân thể ta ngươi đem mạng nhỏ ra đền đi bên trong mây xám vang lên một tiếng gào thét sau đó càng quay cuồng phun trào kịch liệt hình thể to ra nhanh chóng trong nháy mắt lớn đến mấy trăm trượng bên trong mây xám tỏa ra một cỗ khổng lồ lực lượng pháp tắc lớn gấp nhiều lần so với lúc trước như thủy triều khuếch tán ra bốn phương tám hướng thiên địa linh khí quay cuồng hư không rung lên ông ông hiện ra những gợn sóng tầng tầng lớp lớp mà mắt thường cũng nhìn thấy hàn lập bị cỗ lực lượng pháp tắc này bao phủ chợt cảm thấy suy yếu vô cùng mà trong đầu lại hiện ra cảm giác kinh hoàng phảng phất như rơi vào một cơn ác mộng không thể khống chế bên cạnh Lông mày kim đồng cũng nhíu một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên trắng bệch. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, trong tay bấm niệm pháp quyết, trên thân lập tức đại phóng kim quang, hình thành một cái lồng ánh sáng màu vàng bao phủ lại hai người. Từ trong kim quang chảy ra một cỗ lực lượng thời gian pháp tắc ngăn cách lực lượng pháp tắc do đám mây xám thả ra ở bên ngoài. Dù pháp tắc lực của đám mây xám tấn công như thế nào, từ đầu đến cuối đều không thể vượt qua lôi trì một bước. Sự khác thường trong đầu và thân thể Hàn Lập lập tức biến mất khôi phục bình tĩnh. Bên cạnh, vẻ mặt kim đồng cũng khẽ buông lỏng, người đi xuống nghỉ ngơi trước đi, người này để ta đối phó là được rồi. Hàn lập nhìn về phía kim đồng, nói ra, người muốn xen vào việc của người khác, ả à, cứ linh nhốt ta nhiều năm, ta cũng mưu đồ lâu rồi, lúc ta liều mạng bị thương, định thừa dịp ả à, khinh địch sẽ tự tay làm thịt, thực lực ả à, mặc dù không yếu, nhưng căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta. Hiện tại lại đảo ngược rồi, chính ngươi đi thu thập cuộc diện dối rắm này đi kim đồng bĩu môi một cái hư một tiếng tiếp theo đưa tay lên vẫy nhẹ hai sợi tơ kia bay vút về dung nhập vào thân thể của nó hàn lập cười nhạt một tiếng cũng không tranh luận cùng kim đồng quay đầu nhìn về phía mây xám trên cao lúc này mây xám tản mát ra một cỗ pháp tác chấn động gần giống với lực lượng pháp tác bên trong lĩnh vực nhưng vẫn có chút khác biệt ả à, cư linh này tựa hồ nắm giữ nhiều loại pháp tác kết hợp hỗ trợ lẫn nhau khó biết được sâu cạn nhưng lúc này hàn lập cũng đã tiến ra kim tiên trung kỳ không chỉ có lực lượng nhục thân được Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công cô đọng thêm gần một tầng nửa, mà thể nội tiên linh lực cũng cuồn cuồn không dứt, toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng, tự nhiên không sợ ả này chút nào. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, đang muốn làm gì đó. Giữa không trung mây sám quay cuồng một hồi, chợt tiêu tán thối lui sang phía hai bên, hiện ra một đầu ngũ trảo hôi long dài đến mấy trăm trượng uốn lượn bay múa ở giữa không trung, tản mát ra uy áp to lớn vô cùng toàn thân trên dưới con rồng này không nhìn thấy một mảnh lân phiến, khắp nơi mọc đầy gai ngược to lớn, trên sống lưng có mấy gai xương cực lớn, phảng phất như những cây cự mâu, lộ ra vẻ dữ tợn không gì sánh được, năm cái long chảo giống như những thanh cự kiếm cực kỳ sắc bén, làm cho người khác phải khiếp sợ. Trên trán ngũ chảo hôi long hiện ra một hoa văn chữ vương màu bạc, tản mát ra ngân quang nhu hòa, cùng những nơi khác hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, Hàn Lập nhìn ngũ chảo hôi long trước mặt từ trên xuống dưới, trong mắt sáng lấp lánh, mơ hồ hiện ra một chút kích động. Xem ra người cũng đã nhìn thấy, bản thể cư linh chính là chân linh, mộng yểm, mà huyết thống còn có chút thuần khiết, thực lực cực mạnh, đối phó thật không dễ. Người nghe rõ cho ta, ta cũng sẽ không đi theo một người mà hai lần thất bại liên tiếp. Kim đồng khẽ liếc hàn lập, có chút khinh thường, nói xong lời này, kim đồng hất bím tóc lên, quay người bay về phía trước, nhóm một đã bay ra xa rồi đứng im. Mộng yểm, không tệ, hàn lập nhìn về ngũ trảo hôi long phía xa nói ra chậm rãi vừa dứt lời toàn thân hắn đại phóng kim quang thân hình bỗng hóa thành một đạo kim hồng bắn ra lao thẳng tới ngũ trảo hôi long ngũ trảo hôi long nhìn thấy cảnh này một tiếng xì xì trong hai mắt hiện lên hai luồng hỏa diễm hôi sắc ngay sau đó cái miệng rộng liền mở lớn bỗng nhiên phun ra một đoàn hỏa cầu hôi sắc to như căn nhà bắn thẳng về phía đầu hàn lập trên hỏa cầu hôi diễm quay cuồng tản mát ra một cỗ khí tức nóng bỏng không gì sánh được cùng với lực lượng pháp tắc cuồn cuộn. Những nơi hỏa cầu hôi sắc đi qua, hư không chấn động kịch liệt, uy thế kinh người. Sắc mặt Hàn Lập không chút thay đổi, cũng không có trốn tránh, một tay phất lên. Ông, một đạo thanh quang trói mắt bắn ra, biến thành một thanh cử kiếm màu xanh, đúng là thanh trúc phong vân kiếm. Cửa kiếm màu xanh tản mát ra từng đạo to lớn kiếm khí thanh sắc, kiếm khí tràn ngập khắp nơi, hư không cũng vì nó mà rung động không ngừng. Trên thân kiếm hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng còn to lớn hơn trước bùng phát ra một cỗ khí tức hủy diệt. Trung quanh thiên địa linh khí sôi trào, nổi lên vô số điểm sáng, đan sen quay cuồng cùng một chỗ, phụ cận không gian tựa hồ biến thành một mảnh hỗn độn. Sau khi tiến giai cảnh giới kim tiên, khi thi triển thanh trúc phong vân kiếm, không còn phải cố hết sức như lúc trước, đã có thể phát huy toàn bộ uy lực của thanh kiếm này. Hàn lập bấm niệm pháp quyết, rồi vung lên, lập tư xê cử kiếm màu xanh chém ra, bổ thẳng vào hỏa cầu hôi sắc to lớn kia. Một tiếng xoẹt, Cửa kiếm màu xanh chém hỏa cầu hôi sắc thành hai nửa rất nhẹ nhàng. Thân hình Hàn Lập nhoáng một cái, từ giữa hỏa cầu bay vút trở về. Nhưng vào thời khắc này, một đạo bạch quang cùng một đạo hắc quang bắn nhanh ra như điện từ trong hai phần hỏa cầu hôi sắc, trong nháy mắt một trước một sau ngăn Hàn Lập vào giữa. Bạch quang lóe lên, hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng cự mãng màu trắng, há mồm phun ra một cỗ xương trắng mênh mông, trong đó xen lẫn vô số bông tuyết, còn có từng tảng băng màu trắng, tản mát ra hàn khí cực kỳ đáng sợ sương mù màu trắng lóe lên, hóa thành một khu vực băng tuyết cỡ 10 trượng hình tròn màu trắng, từ trên trời giáng xuống, lập tức bảo phủ thân hình Hàn Lập vào trong. Hắc quang bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một đầu quái ngư đen kịt, thân hình rất dài, toàn thân che kín những điểm lốm đốm màu đen, trong miệng mọc đầy răng sắc bén, nhìn hung ác cực kỳ. Lốp bốp, bên ngoài thân quái ngư những điểm đen lốm đốm bay vụt ra từng đạo thiểm điện màu đen, phát ra những tiếng lôi minh đáng sợ, trong nháy mắt hình thành lôi điện rậm rạp màu đen kịt, từ dưới lên trên, liền bao bọc lấy thân thể Hàn Lập. Hai đầu dị thú này ẩn giấu ở trong hỏa cầu, khoảng cách rất gần Hàn Lập, trong nháy mắt liền tới nơi. Khu vực băng tuyết màu trắng cùng lôi điện màu đen rậm rạp, phảng phất như hai cái cối xay to lớn, lúc lên lúc xuống kẹp Hàn Lập vào giữa, trong khoảnh khắc che mất thân hình hắn, từ đó phóng thích ra lực lượng pháp tắc to lớn, như muốn nghiền làm bột mịn cả nguyên anh trong đó. Chương 471: Vực đấu. Ở trên cao ngũ trảo hôi long không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn tình hình trước mặt, hai mắt màu xám chấp động không ngừng. Vào thời khắc này, một tia kim quang vô cùng bé nhỏ đột nhiên hiện ra từ giữa ma bàn hắc bạch, phảng phất như một con đom đóm nhỏ bé trong đêm tối, có thể nhìn thấy vô cùng dễ dàng. Kim quang chấp một cái, nhanh chóng to lên, rồi khuếch tán ra chung quanh. Trong hư không, vô số gợn sóng màu vàng dập dần, từng sợi hào quang ở trong đó lấp lẽ, tản mát ra một cỗ khí tức pháp tắc minh mông. Khi chạm đến kim quang này, băng tuyết màu trắng và tia chớp màu đen ở chung quanh lập tức bị chậm đi mấy lần. Đây là, ngũ trảo hôi long nhìn thấy cảnh này, hai mắt màu xám lóe lên, miệng bỗng cất tiếng người. Kim quang khuếch tán nhanh chóng, trong nháy mắt đã tầm hai ba mươi dặm, hình thành một khu vực màu vàng rất lớn. Thân sắc ngũ trảo hôi long biến đổi, toàn thân đại phóng hôi quang, bỗng nhiên bay ngược ra sau, nhoáng một cái đã xuất hiện ở mấy chục dặm bên ngoài, thoát khỏi linh vực màu vàng trong đường tơ kẽ tóc. Cử mãng màu trắng và quái ngư màu đen phản ứng không nhanh như ngũ chảo hôi long, chỉ chậm một chút đã bị linh vực màu vàng bao phủ, cử động nhất thời trở nên chậm chạp gấp mấy lần. Veo, một bóng người phóng ra từ trong lôi điện băng tuyết, đúng là Hàn Lập. Cả người hắn không mảy may bị làm sao, Hàn Lập không nói gì, bỗng nhiên đưa tay, cong ngón búng ra, hai tiếng xì xì. Hai tia tinh quang màu vàng cực nhỏ bắn ra, tựa như sợi kim tuyến phá toái hư không, chém về phía hai con linh thú, trên mặt cự mãng màu trắng và quái ngư màu đen lộ ra vẻ hoảng sợ thân thể chúng liền vặn vẹo muốn trốn tránh nhưng tốc độ của chúng bây giờ đã giảm mạnh chậm hơn rất nhiều so với tinh quang màu vàng kim quang lóe lên tinh quang màu vàng lướt nhanh qua thân hình cự mãng màu trắng và quái ngư màu đen thân thể cự mãng và quái ngư lập tức vô thanh vô tức bị phân thành hai nửa hai mảnh thân thể của mỗi con bị chia lìa cũng vô cùng chậm chạp chúng vẫn theo quán tính bay theo hướng bỏ chạy lúc nãy của từng con đến cả tinh huyết phung vãi ra chung quanh cũng đều chậm chạp. Nhưng tốc độ hai tia tinh quang màu vàng lại cực nhanh, lóe lên quang mang, liền biến mất ở trong hư không, sau một khắc xuất hiện ở trước người Hàn Lập. Một sợi tơ đang trói một con tiểu xà màu trắng, một sợi khác thì quấn chặt lấy một con cá nhỏ màu đen. Bị tinh quang trói buộc, hai cái nguyên anh không thể nhúc nhích, giống như bị đông cứng lại vậy. Băng tuyết màu trắng và tia chớp màu đen bỗng nhiên chớp chớp mấy cái, từ từ tán loạn. Sự việc diễn ra nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt, hai đầu yêu thú cấp bậc kim tiên đã bị chém chết tại chỗ. Thân ở bên ngoài linh vực màu vàng, ngũ trảo hôi long nhìn thấy cảnh tượng này, con người co rụt lại. Đạo hữu cử linh, muốn dùng cách này để thăm dò thì miễn đi. Các hạ lấy ra mấy con yêu vật vừa mới tiến giai kim tiên, mà muốn đả thương được tại hạ sao? Hàn lập nhìn về phía ngũ trảo hôi long, nói từ tốn. Đang nói chuyện, hắn bỗng phất tay, một cỗ kim quang hiện ra, cuốn lấy hai cái nguyên anh. Kim quang lóe lên, cả hai nguyên anh biến mất không còn tâm tích. Ngươi vậy mà cũng nắm giữ linh vực, không có khả năng, nếu như vậy tại sao vừa nãy ngươi lại bị linh vực của ta vây khốn? Hẳn là, ngũ trảo hôi long chậm rãi nói, ngữ khí rõ ràng là ngưng trọng hơn nhiều. Ha ha, đúng vậy, nói đến cái này còn phải cảm ơn các hạ. Hàn lập chớp mắt một cái, đáp, công pháp cô động linh vực mà tàn hồn lão đạo truyền thụ cho hắn quả nhiên không phải giả, đã giúp hắn thuận lợi ngưng tụ ra linh vực chân chính của mình bây giờ lần đầu thi triển, xem ra hiệu quả cũng không tồi. ngươi nói cái gì? ngũ trảo hôi long nghe thấy hàn lập nói, tựa hồ có chút hiểu ra, trong mắt lóe lên lửa giận rồi biến mất. cừ linh, lúc trước ngươi ỉ vào lực lượng linh vực suýt nữa hại tính mạng của ta. hiện tại, để chúng ta thoải mái đọ sức một lần nữa. hàn lập lạnh giọng nói, hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình bắn nhanh ra như điện. linh vực khổng lồ màu vàng quanh người cũng theo đó bắn ra, phảng phất một đám mây kim sắc cuồn cuộn tràn tới hàn lập mạnh tay thêm chút nữa thay bổn tiên nữ dạy cho xú lão bà kia một bài học nơi xa chẳng biết từ đâu bỗng thấy kim đồng khua chiêng gõ trống cái miệng nhỏ hô to ở bên khác lục phú tình đang lơ lửng giữa không trung xa xa nhìn về phía hàn lập đôi mắt đẹp chợt lóe lên đây là lực lượng thời gian pháp tắc nàng tự lẩm bẩm trong nghiêng đôi mắt đẹp chất liên tục sau một khắc trên người lục phú tình lóe lên hào quang không một tiếng động dung nhập vào lòng đất bên trong cung điện biến mất rất nhanh, không gây ra một chút chú ý nào. Giữa không chung, toàn thân Ngũ Trảo Hôi Long đại phóng hôi quang, bay thẳng về phía sau không để linh vực màu vàng của Hàn Lập chạm vào thân thể. Cùng lúc đó, nó giơ móng vuốt lên, giữa không chung mây xám bay xuống nhanh chóng, bao phủ lại thân thể mình. Ầm ầm, mây xám quay cuồng, trong chớp mắt cũng hình thành một cái linh vực màu xám, sau đó bỗng nhiên khuếch tán ra chung quanh, chỉ trong nháy mắt khuếch tán ra đến 30, 40 dặm, thậm chí lớn gấp đôi linh vực của Hàn Lập lại bao phủ ngược lại Hàn Lập vào bên trong. Ánh mắt Hàn Lập lộ vẻ kinh hãi, lần trước đấu, cư linh thi triển linh vực chỉ có ngàn trượng, tuy hắn đoán được là chưa thi triển đến cực hạn nhưng cũng không nghĩ tới phạm vi linh vực lại có thể to lớn đến như này. Bị linh vực màu xám bao phủ, hắn nhướng mày, khí lực toàn thân nhanh chóng tiêu tán, tiên linh lực trong kinh mạch vận chuyển cũng có chút không trôi chảy. Hàn Lập khẽ hừ một tiếng, trên người đại phóng kim quang, hình thành một cái vòng bảo hộ màu vàng, trong đó luân chuyển từng đạo thời gian pháp tắc, cảm giác mệt mỏi trong người liền giảm đi không ít. Giờ phút này cứ linh thi triển là linh vực chân chính, lực lượng thời gian pháp tắc cũng không thể hoàn toàn chiết tiêu ảnh hưởng của linh vực đối phương. Ngũ trảo hôi long bay ngược về phía sau, đỉnh đầu lóe lên hôi sắc, lại hiện ra vương tọa màu xám kia. Trên vương tọa màu xám, mỗi đạo linh văn đều tỏa sáng, tỏa ra hôi quang lóa mắt, phía sau nổi lên hình ảnh ba mặt gương. Mặt gương đầu tiên tỏa sáng rực rỡ, tản mát ra hôi quang lóa mắt, nhưng mặt gương thứ hai và thứ ba lại ảm đạm không chút ánh sáng. Hôi Long giơ móng vuốt lên điểm nhẹ, liền bắn ra một tia tinh quang, chui vào trong mặt gương thứ hai. Ầm, um, mặt gương thứ hai lập tức trở nên sáng tỏ không gì sánh được, bắn ra hắc quang cực kỳ chói mắt, hóa thành một thanh cự kiếm màu đen, chém xuống đầu Hàn Lập. Cự kiếm màu đen tản mát ra một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại, đây chính là pháp tắc khiến cho người khác phải cuồng loạn. Nhưng cự kiếm màu đen vừa tiến vào phạm vi linh vực màu vàng của Hàn Lập thì tốc độ liền giảm mạnh thân hình hàn lập nhoáng một cái, liền nhẹ nhàng tránh khỏi cử kiếm màu đen. Quả nhiên là thời gian giảm tốc, ngũ trảo hôi long nhìn thấy cảnh này, trong lòng trầm xuống. Vào thời khắc này, linh vực màu vàng quanh người hàn lập chợt lóe lên, như nước bị cá voi hút, cuốn ngược trở lại, chui vào trong cơ thể của hắn. Không có lực lượng thời gian hộ thể, miệng hắn khẽ rên lên một tiếng, nét mặt lộ chút thống khổ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Ngũ trảo hôi long nhìn thấy cảnh này, nhất thời ngẩn ra. Nhưng không đợi nó kịp phản ứng, Miệng Hàn Lập nhanh chóng ngâm niệm chú ngữ, sau lưng lóe lên kim quang, nổi lên hư ảnh chân ngôn bảo luân, bắt đầu quay ngược chiều. Lúc này trên thân Hàn Lập tiếp tục đại phóng kim quang, sau đó thân hình bỗng trở nên mơ hồ không rõ, hóa thành một đạo hư ảnh màu vàng, từ trong một mảnh mờ mịt mông lung bay về phía trước. Khoảng cách giữa Hàn Lập và Ngũ Trảo Hôi Long rút ngắn nhanh chóng, trong tích tắc chỉ còn hơn phân nửa. Cái này, sắc mặt Ngũ Trảo Hôi Long đại biến, miệng điên cuồng hét lên: toàn thân đại phóng hôi quang, đang muốn làm gì đó. Kim quang trên người Hàn Lập lại sáng rực, khuếch tán ra chung quanh, trong nháy mắt lại tạo thành một cái linh vực màu vàng rộng đến 20 dặm. Lần này hắn quyết đánh tới cùng, động tác cực nhanh, linh vực lập tức bao phủ ngũ trảo hôi long, không cho nó kịp né tránh. Bị linh vực màu vàng bao phủ, tốc độ ngũ trảo hôi long lập tức giảm mạnh, ở phía sau Hàn Lập đuổi theo nhanh hơn, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng rút ngắn. Thân xác ngũ trảo hôi long đại biến, bỗng nhiên há miệng ra, một cột sáng màu xám bắn ra, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy vô số phù văn nhảy múa, dung nhập vào mặt gương thứ ba phía sau vương tọa. Mặt gương thứ ba rung lên, hiện ra từng đạo bạch quang. Những bạch quang này mặc dù sáng tỏ, nhưng không phải rực rỡ huy hoàng, mà lại một mảnh trắng bệch, giống như xương cốt bị phong hóa vậy, tản mát ra khí tức tử vong nồng nặc. Hôi Long tiếp tục há miệng ra, phun ra một đoàn tinh huyết màu xám. Tinh huyết mới ra khỏi miệng, đón gió biến thành một mảnh xương mù màu xám, thình lình ẩn chứa chín sợi tơ hôi sắc, chia ra bao xung quanh ba mặt gương. Ba mặt gương đồng thời rung lên, phát ra một cỗ lực lượng thôn phệ, trong nháy mắt hút toàn bộ xương mù màu xám vào trong. Xẹt xẹt xẹt, từng luồng cột sáng ba màu xám đen trắng từ trong mặt gương phóng ra, lóe lên hóa thành mấy chục con long ảnh ba màu. Mỗi một long ảnh đều tương đương với ngũ trảo hôi long, tản mát ra ba cỗ lực lượng pháp tắc cường đại khác hẳn nhau. Vèo, yểm long, chu tiên, ngũ trảo hôi long vung móng vuốt rồng lên vừa dứt lời, mấy chục long ảnh ba màu bắn ra, đan xen vào nhau, hóa thành một tòa đại trận huyền ảo, bộc phát ra từng trận khí tức cường đại, oanh kích về phía Hàn Lập đang đuổi theo. Đại trận do long ảnh ba màu tạo thành có tốc độ cực nhanh, cho dù bị linh vực màu vàng ảnh hưởng, nhưng cũng không kèm nhiều tốc độ của Hàn Lập, thoáng một cái đã chắn phía trước. Hàn Lập nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên. Ba thanh cửa kiếm màu xanh dài trăm trượng hiện ra trước người hắn. Mỗi một thanh kiếm đều tỏa ra thanh quang lóa mắt, giống như ba mặt trời màu xanh đúng là ba thanh thanh trúc phong vân kiếm mặt ngoài cửa kiếm hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng vô cùng to lớn tản mát ra một cỗ khí thức hủy diệt giờ phút này tu vi hắn đã tăng mạnh số lượng thanh trúc phong vân kiếm có thể điều khiển cũng tăng lên hắn đã có thể thoải mái thôi động ba thanh hắn cong ngón búng bắn ra ba sợi tơ màu vàng đúng là sợi tơ thời gian pháp tắc ba sợi tơ pháp tắc mơ hồ dung nhập vào trong ba thanh thanh trúc phong vân kiếm thanh trúc phong vân kiếm lập tức đứng im ngừng lại ở giữa không trung, trên thân kiếm tản ra thanh quang, rồi đột nhiên tỏa sáng gấp mấy lần, đồng thời trong thanh quang lại hiện ra kim quang lóa mắt. Trên thân kiếm, từng đạo to lớn tịch tà thần lôi cũng lập tức sáng lên, hóa thành tầng tầng lớp lớp lôi điện phù văn to lớn, vần quanh chung quanh thân kiếm, khí tức lớn hơn hẳn lúc trước. Ầm ầm, cự kiếm màu xanh đột nhiên rung rung, bộc phát ra một cỗ kiếm khí cường đại gấp mấy lần trước kia, hư không cũng theo đó rung động ầm ầm. Hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, lập tức ba thanh cử kiếm lôi điện nhất thời chấn động, huyễn hóa ra từng đạo kiếm ảnh lôi điện, bao trùm đại trận long ảnh, chợt soát một cái. Ầm ầm ầm, nương theo những tiếng nổ rung trời, tất cả long ảnh đều nổ tung, rồi bị quét sạch sành xanh. Hàn Lập chỉ dừng lại một chút, sau một khắc tiếp tục bắn nhanh về phía trước, toàn thân đại phóng kim quang, chân ngôn bảo luân nhanh chóng nghịch chuyển. Tốc độ của hắn tiếp tục tăng nhanh gấp bội, thoáng mở đi một cái đã bay vụt đến trước ngũ trảo hôi long, chỉ còn cách mấy trăm trượng. Chương 472, Trảm Linh, kết thúc được rồi." Miệng Hàn Lập thì thào một tiếng, mười ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, kim quang chói mắt trên người hắn đột nhiên bộc phát ra, chân ngôn bảo luân trong nháy mắt đình chỉ nghịch chuyển, xoay tiếp theo chiều thuận. "O N, -N G." Từng vòng sóng gợn màu vàng dày đặc phía trên bảo luân bộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập phạm vi ngàn trượng bao phủ ngũ trảo hôi long ở bên trong. Trong gợn sóng màu vàng bao phủ, mọi thứ phảng phất như bị đóng băng, đứng im tại chỗ. Ngũ trảo hôi long cũng như vậy, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ khiếp sợ, miệng thì hơi nhếch, thân thể không hề nhúc nhích. Ánh mắt hàn lập chớp động, vất tay vỗ vào hư không. Thanh quang lóe lên, ba thanh thanh trúc phong vân kiếm xuất hiện ở bên cạnh ngũ trảo hôi long, mặt ngoài lượn lờ thanh quang, vây quanh thân thể ngũ trảo hôi long, rồi nhanh như tia chớp xoắn một cái. Khi thanh quang đan nhau, thân thể ngũ trảo hôi long bị cắt thành mười mấy khúc nhưng không hề tách rời ra, thậm chí ngay cả một chút máu cũng không có chảy ra. Cùng lúc đó, một sợi tơ thời gian không biết từ chỗ nào hiện ra lóe lên chui vào thức hải ngũ chảo hôi long sau một lát hôi quang lóe lên sợi tơ thời gian trói một con rắn nhỏ màu xám bay ra trên trán nó có hoa văn màu bạc đúng là nguyên anh của cử linh một gợn sóng màu vàng trên sợi tơ tản ra che phủ nguyên anh màu xám giam cầm chặt chẽ nó lại hàn lập âm thầm thở ra một hơi một tay phất lên linh vực màu vàng lóe lên hóa thành một mảng lớn kim quang như cá voi hút nước quay ngược về chui vào trong cơ thể của hắn. Gợn sóng màu vàng quanh người Hàn Lập cũng hơi chấp động, bay vụt quay về, chui vào bên trong chân ngôn bảo luân đang xoay tròn không dứt. Chân ngôn bảo luân nhanh chóng chấp động hai cái, từ từ biến mất. Vào lúc này, miệng Hàn Lập chợt hô khẽ một tiếng, tâm niệm vừa động, chân ngôn bảo luân còn chưa biến mất hẳn, lần nữa ngưng tụ lại. Nó từ sau lưng của hắn bay lên, hạ xuống phía trước mặt. Chỉ thấy đạo văn thời gian trên chân ngôn bảo luân, lúc này lại có mười mấy đoàn đã trở nên ảm đạm, giống hệt những đạo văn thời gian bị ảm đạm trước kia. Sao lại, trong mắt Hàn Lập hiện lên một chút sừng sốt, tâm niệm vừa động, một cỗ thần niệm của hắn chui vào giữa hồn lô, đem tình hình này nói cho tàn hồn lão đạo biết. Đương nhiên rồi, thần thông linh vực lợi hại như vậy, người cho rằng thúc dục nó chỉ cần tiêu hao tiên linh lực là đủ sao. Thi triển linh vực chủ yếu là tiêu hao lực lượng thời gian pháp tắc của ngươi, một vài thời gian đạo văn bị tắt là hết sức bình thường. Tàn hồn không thấy gì là không đúng, nói. Hàn Lập nghe nói thế, nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại ngưng tụ ra 10 sợi thời gian pháp tắc, khôi phục mười mấy đoàn thời gian đạo văn này, tựa hồ cũng không mất bao lâu. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn buông lỏng, sau đó khẽ vẫy tay. Ba thanh thanh trúc phong vân kiếm chớp động thanh mang, bay vụt quay về, dừng trước người hắn. Kim quang lóe lên, sợi pháp tắc bên trong kiếm bắn ra, dung nhập vào thân thể của hắn. Kim mang trên thanh trúc phong vân kiếm lập tức biến mất, khí tức mãnh liệt cũng giảm đi, khôi phục tình trạng trước kia. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng khẽ động, Thanh trúc phong vân kiếm ẩn chứa linh lực vô cùng cường đại, hắn chỉ tạm thời sáp nhập vào đó một sợi tơ thời gian đã khiến cho chúng có thêm một tia lực lượng thời gian pháp tắc, uy năng lập tức tăng lên rất nhiều. Về sau, kiếm này có thêm pháp tắc phù hợp thì uy năng không biết lớn tới mức nào. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lập tức nóng như lửa đốt. Hàn Lập hít sâu một hơi, tâm trạng bình tĩnh trở lại, phất ống tay áo. Ba thanh cửa kiếm màu xanh nhanh chóng thu nhỏ lại, bay vào trong tay áo hắn. Cuộc chiến ác liệt này, tuy rằng linh vực thời gian của hắn lần đầu sử dụng, phối hợp cùng chân ngôn bảo luân, hầu như không tốn bao nhiêu thủ đoạn đã đánh chết cử linh, nhưng duy trì linh vực tiêu hao tiên linh lực không ít, ngoài ra thúc dục thanh trúc phong vân kiếm cũng tiêu hao tiên linh lực rất nhiều. Kết hợp cả hai thứ này dù hiện tại hắn đã tiến giai kim tiên trung kỳ, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi, lúc này sắc mặt có chút tái nhợt. Theo quan sát vừa rồi, linh vực có ưu điểm là phạm vi khá lớn, nhưng uy năng lại tương đối hạn chế, trong khi khu vực chân ngôn bảo luân tỏa ra tuy phạm vi nhỏ bé nhưng uy năng lại không yếu. Hắn lật tay lấy ra một quả đan dược đỏ thấm nuốt vào, đang định vận công luyện hóa. Nhưng mà vào lúc này, chữ vương, hoa văn trên trán nguyên anh con rắn màu xám bỗng nhiên tỏa ra ngân quang rực rỡ, thân thể nó ra sức rằng co trong sợi tơ thời gian. Sợi tơ thời gian bị co giãn liên tục, mơ hồ hơi lỏng ra một chút. Còn muốn chạy trốn, sắc mặt hàn lập trầm xuống, bấm tay một chút, sợi tơ thời gian lập tức sáng ngời, hào quang tản mát ra càng thêm sáng rực, lần nữa siết chặt lấy Nguyên Anh màu xám. Nguyên Anh màu xám phát ra một tiếng the thé chói tai, thân thể căng phồng mãnh liệt, to hơn gấp 4 năm lần. Hàn Lập nhíu mày, sợi tơ thời gian đang trói chặt thân thể Nguyên Anh đã hằn sâu vào trong. Trong tình huống như thế này, nó càng không có khả năng dãy dụa thoát ra. Tuy nhiên Nguyên Anh cử linh này thực cổ quái, hắn đang định bấm niệm pháp quyết triệt để giam cầm lại. Ngay lúc này, hoa văn màu bạc trên trán Nguyên Anh màu xám lần nữa sáng lên, Bụp một tiếng, Nguyên Anh đột nhiên nổ tung hóa thành một làn hôi quang, phiêu tán tan biến đi. Một vệt long ảnh mơ hồ từ trong hôi quang đầy trời bắn ra, đúng là thần hồn cứ linh. Trung quanh nó được một lớp ngân quang vô cùng mờ nhạt bao phủ, tốc độ mau kinh người, chớp mắt một cái đã biến mất khỏi tầm nhìn. Hàn lập thấy vậy lông mày nhăn lại, Nguyên Anh cử linh bị hắn dùng sợi tơ thời gian trói lại, theo lý thuyết, dù muốn động đậy một chút cũng là mơ tưởng, vậy mà nó vẫn có biện pháp giấy dụa định thoát ra xem ra kim tiên dù chỉ còn lại có nguyên anh thần thông cũng không phải nhỏ hôm nay coi như là cho hắn bài học hắn lắc đầu vung tay lên sợi tơ thời gian kia cũng bay vào trong cơ thể mặc dù đối phương là chân linh nhưng hôm nay chỉ còn lại có thần hồn chạy thoát rồi cũng không sao dù sao nơi đây cũng không phải là ngoại giới cho dù tương lai có tai họa ngầm gì hôm nay hắn cũng không có thời gian dỗi mà bận tâm ngay lúc này linh vực ba màu của cử linh trước đây rung rung vài cái đang nhanh chóng tiêu tán thi thể ngũ trảo hôi long ở bên trong lập tức bị chia tách, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Hàn lập phất một tay lên, bắn ra một dụng cụ đựng trông như bình bát màu xanh, lóe lên biến lớn gần một mẫu, hứng lấy thi thể ngũ trảo hôi long, một mảnh cũng không sót. Hắn vẫy tay, bình bát màu xanh bay vụt quay về, nửa đường lại thu nhỏ như trước, rơi vào trong tay của hắn. Hai mắt hàn lập nhìn vào bên trong bình bát, thân sắc hơi lộ ra vẻ hài lòng, lật tay thu bình bát vào. Ngay sau đó, hắn phất tay phát ra một vệt hào quang màu xanh cuốn lấy vương tỏa đã mất đi khống chế vẫn đang lơ lửng giữa không trung kéo về hắn chỉ hơi đánh giá một lát rồi lật tay thu vào vào lúc này kim quang lóe lên thân ảnh kim đồng xuất hiện ở bên cạnh hàn lập cái chiêng đồng trước kia chẳng biết đi đâu mất hàn lập chỉ có một nguyên anh vậy mà ngươi cũng không giữ được để cho nó tự bạo mất thật sự là lãng phí kim đồng cau mày nhăn nhó vô cùng bất mãn lầm bầm thế nào ngươi muốn nguyên anh kim tiên hàn lập liếc nhìn kim đồng có chút kỳ quái hỏi còn phải nhiều lời sao nguyên anh kim tiên nguyên khí mãnh liệt lại còn ẩn chứa lực lượng thần hồn dồi dào đối với bổn tiên nữ mà nói tự nhiên là một vốn một lời là thuốc bổ tốt rồi kim đồng bĩu môi nói ra hàn lập cũng không có nói thêm gì hơi cuốn tay trong lòng bàn tay hiện ra một hộp ngọc màu trắng hắn mở nắp hộp bên trong là hai cái nguyên anh một đen một trắng chính là của cự mãng màu trắng và quái ngư màu đen hắn chém giết lúc trước kim đồng vốn còn muốn nói thêm nữa thấy vậy ánh mắt lập tức sáng lên chăm chú dán mắt vào hai cái nguyên anh hai cái nguyên anh này vốn là có công dụng khác với ta lần này ngươi giúp ta chu sát cử linh cũng có công lao cho ngươi để khôi phục nguyên khí hàn lập nói qua đưa hộp ngọc tới coi như ngươi có lương tâm ngươi đã có thành tâm thành ý như vậy bổn tiên nữ đành gắng gượng nhận lấy thôi kim đồng không có chút khách khí nào với hàn lập mặt mày hớn hở cầm lấy hộp ngọc nàng hít sâu một hơi lập tức há miệng ra, phát ra một cỗ kim quang, cuốn lấy hai cái nguyên anh, hút vào miệng, phồng mồm nhai. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của kim đồng lộ ra vẻ thỏa mãn hạnh phúc. Hai cái nguyên anh yêu thú kim tiên cảnh vốn thủy hỏa bất xâm, đao kiếm bất nhập, ở trong miệng nữ đồng, phảng phất một bữa tiệc lớn ngon miệng tràn ngập mỹ vị. Điều này làm cho Hàn Lập có chút câm nín, đồng thời ở sâu trong đáy mắt hiện lên vài phần cưng chiều. Lúc này, trên thân kim đồng chợt hiện ra từng đợt kim quang không ngừng lưu chuyển, giống như sóng nước lăn tăn, cuối cùng hội tụ nơi hai cánh tay của nàng. Nguyên bản hai cánh tay nàng hơi mờ, hiện nhanh chóng trở nên ngưng thật. Sau mấy hơi thở, Kim Đồng bỗng nhiên hơi ngửa đầu, nuốt vật trong miệng xuống bụng, dùng cánh tay mới phục hồi lau miệng, còn nấc lên một cái. Kim quang trên người nàng nhanh chóng dừng lưu chuyển, cánh tay cũng hầu như khôi phục hình dạng ban đầu. Xem ra nguyên anh cấp bậc kim tiên đối với ngươi mà nói, đúng là thuốc bổ. Lại nói nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi lại biến thành bộ dáng này. Hàn Lập nhẹ gật đầu, nói ra, thế nào, bộ dạng bổn tiên nữ như thế này không tốt sao? Lại nói, nếu là có thêm một cái nữa, thương thế bổn tiên nữ có thể khôi phục hoàn toàn. Đều do ngươi, nếu không thì đã có tất cả ba nguyên anh. Kim đồng lông nghi nhỏ nhướng lên liếc Hàn Lập, có chút bất mãn nói ra. Gấp cái gì, bây giờ kim tiên tụ tập bên trong tiên phủ, mặc dù ta không đi tìm bọn họ, e rằng cũng có người tìm tới tận cửa đấy. Ánh mắt Hàn Lập nhìn sang hướng khác, thản nhiên nói vẫn còn nữa sao vậy thì tốt quá có bổn tiên nữ đây cộng thêm linh vực của ngươi đảm bảo bọn chúng có đến mà không có về kim đồng lười biếng vươn tay ra cười hì hì một tiếng lộ ra hàm răng nhỏ trắng như tuyết ngông nghênh nói việc này tạm thời không bàn kim đồng có chuyện ta muốn hỏi trước ngươi một chút hàn lập nhìn kim đồng thần sắc trở nên nghiêm túc hỏi a à, chuyện gì thế hàn lập bất ngờ hỏi khiến cho kim đồng hơi ngẩn ra khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút khẩn trương trả lời năm đó ta phi thăng tiên giới, sau đó gặp phải cường địch bị đánh rất xuống hạ giới, bởi vì pháp tắc của kẻ địch khiến cho ký ức bị mất đi rất nhiều. người có còn nhớ trước khi chúng ta gặp cường địch trải qua trên tiên giới là như thế nào không? Hàn Lập Trầm giọng hỏi. tuy rằng từ đào vũ và phương bàn đã biết được một chút tình hình nhưng đối với chuyện sau khi phi thăng tiên giới gặp phải sự cố hắn vẫn không biết rõ toàn bộ. hiện tại nhiên mực đã bị nổ tung, manh mối cuối cùng có lẽ đã mất. chẳng biết tại sao. Hàn Lập rất quan tâm tới đoạn ký ức này. Ta cũng không nhớ nổi đoạn ký ức này ở tiên giới, hình như cũng là từ lúc gặp phải tên Phương Bàn trở về trước. Sau đó ta dùng chút mưu kế làm thịt một đầu linh sủng của Phương Bàn, khi trở lại thì tìm không thấy tung tích của ngươi, về sau lại bị mụ Cử Linh bắt đi. Lại nói, à ta lại giỏi về đào tạo các loại linh sủng, do vẫn có ăn có uống có thăng cấp nên bổn tiên nữ cũng đành tạm thời lá mặt lá trái đi theo. Kim Đồng suy nghĩ một chút, nhíu mày lại, đáp chương 473, kiểm kê. Hàn lập nghe Kim Đồng nói thế, đang nhíu mày, lập tức lại giãn ra. Hôm nay tuy rằng bản thân liên tiếp tìm được đám người từng mất đi liên hệ giải đạo nhân, Kim Đồng trở lại nhưng đối với việc đã phát sinh vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Và lại từ tiến triển của sự việc, hắn càng ngày càng cảm thấy nó không hề đơn giản, nhiều khả năng bản thân bị rơi vào trong âm mưu nào đó. Ngoài ra, bản thân còn đắc tội với một số người cả ngoài sáng lẫn trong tối một ít người chính hắn trước đây đụng chạm hiện phần lớn lại đều đang ở bên trong minh hàn tiên phủ này vô cùng may mắn chính là chẳng biết quỷ thần xui khiến thế nào mà chính mình gặp được cơ duyên không nhỏ khiến cho tu vi đột nhiên tăng mạnh đã trở thành kim tiên kể từ giờ chính mình ở đây cũng có khả năng tự bảo vệ bản thân về phần những ký ức kia vẫn là chờ sau khi rời khỏi đây hãy tính đến hàn lập chúng ta đi thôi chúng ta đi tìm những tên kim tiên ngươi nói vì giúp ngươi đối phó lão yêu bà kia ta bị rớt xuống một cảnh giới nhỏ đấy. Kim Đồng lôi kéo ống tay áo Hàn Lập, làm nũng nói. Đi thôi, nơi này không thích hợp ở lâu. Đúng rồi, Kim Đồng, sau này đánh không lại thì bỏ chạy, ngàn vạn lần không được cường hành sử dụng bí thuật. Hàn Lập nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng dặn dò. Hừ, ta cũng vì cứu ngươi nha. Kim Đồng có chút bất mãn lầm bầm. Hàn Lập mỉm cười, quanh thân hiện lên thanh quang, lúc đang chuẩn bị khởi hành, ánh mắt đảo qua chung quanh, lông mày nhất thời nhíu lại. Bởi vì vừa chiến đấu ác liệt, ngoại trừ bên ngoài cung điện màu vàng, còn xung quanh gần đó hết thảy bị san thành đất bằng, chống trải vô cùng, liếc mắt liền thấy toàn bộ. Khu vực xung quanh một bóng người cũng không thấy, lục vũ tình vừa mới còn ở đây cũng không biết đã đi đâu. Mặc dù mình mới vừa cùng cử linh đánh một trận kịch liệt, nhưng ở dưới hai đại linh vực bao phủ mà nàng ta có thể lặng yên rời đi không một tiếng động. Kim Đồng, vừa rồi lúc ta chiến đấu với cử linh, người có chú ý tới nữ tử đi cùng ta hay không, nàng ta đâu rồi? Hàn Lập nhìn Kim Đồng, hỏi, nữ tử, à, người cùng đi với của ngươi hả, nàng vừa rồi vốn là ở phía xa xem trận chiến, rồi sau đó thi triển bí thuật chui xuống đất, không thấy nữa. Kim Đồng khẽ giật mình, lập tức không thèm để ý chút nào, nói. Chạy, Hàn Lập nghe vậy, nhướng mày, đúng vậy, người của ngươi mang đến, ta cũng không có ngăn cản. Bằng không thì bổn tiên nữ vung tay lên, hiển nhiên có thể lưu lại nàng ta. Kim Đồng hướng phía Hàn Lập chớp chớp mắt to, vừa cười vừa nói hàn lập như không nghe thấy lời kim đồng nói chỉ lại im lặng đứng đó mặt lộ vẻ trầm ngâm không biết suy nghĩ gì kim đồng thấy bộ dạng hàn lập như vậy dường như biết hắn đang nghĩ về chuyện vừa rồi cái miệng nhỏ nhắn của nàng hơi bĩu lên nhưng không bao lâu ở bên cạnh nàng lặng lẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn hàn lập nhưng vào lúc này hàn lập nhoáng một cái phi thân lên trong mắt chợt lóe lam quang phóng ra hai luồng lam quang trói mắt quét chung quanh sau một lát lam quang trong mắt hàn lập biến mất lông mày nhân càng chặt hơn. Hắn vừa mới tìm một vòng phụ cận, không hề phát hiện được khí thức tu sĩ khác, thậm chí cũng không có khí thức của lục vũ tình, sau khi rời đi, lưu lại. Có đi hay không đây? Ta đói bụng, kim đồng bay tới, hai tay chống nạnh, hỏi, trên người nàng ta có một tấm tàn đồ của nơi này. Sở dĩ ta tới được đây chính là đi theo địa đồ của nàng ta đấy. Hàn lập nói, hắn không nói đến việc hắn mơ hồ cảm thấy lục vũ tình có chút cổ quái, nhất là sau khi rời U Hàn Cung, hành vi bộ dụng của nàng ta càng lúc càng kỳ quái lúc này nàng ta đột nhiên biến mất một chút manh mối cũng không để lại thì càng bất thường không có thì chúng ta tự tìm thôi kim đồng bĩu môi chẳng hề để ý nói được chúng ta đi hàn lập nhẹ gật đầu thân hình hóa thành một đạo thanh quang bay về phía xa xa quanh thân kim đồng lóe lên kim quang biến thành một đạo kim quang bay theo hai người bay về phía trước gần nửa canh giờ vậy mà vẫn là cảnh tượng đổ nát Họ liền hạ xuống gần một cung điện đã bị sụp đổ một nửa. Ở đây nghỉ ngơi một chút đi." Hàn Lập ngồi xuống một gian thiên điện gần như nguyên vẹn, rồi phất một tay lên, bắn ra hơn 10 đạo lam quang, hạ xuống các nơi trong đại điện, mở ra một pháp trận màu lam. Kim Đồng đi đến bên cạnh Hàn Lập ngồi xuống. Hàn Lập nhẹ thở ra một hơi, nhắm mắt vận chuyển công pháp, luyện hóa đan dược phục dụng lúc trước, trên thân hiện ra một tầng thanh quang nhu hòa, che thân thể của hắn lại. Đôi mắt to của Kim Đồng nhìn Hàn Lập, rồi lập tức cũng nhắm lại trên thân nổi lên một tầng kim quang nàng cũng tu luyện hơn nửa ngày trôi qua thanh quang trên thân hàn lập biến mất hiện ra thân hình của hắn khí sắc như thường hiển nhiên tiên linh lực trong cơ thể đều đã khôi phục kim đồng bên cạnh toàn thân còn bị một tầng kim quang bao phủ tiên linh lực xung quanh hội tụ lại liên tục bị kim đồng hút vào trong cái miệng nhỏ nhắn hàn lập lướt nhìn kim đồng rất nhanh thu hồi ánh mắt phất một tay lên hào quang lóe lên trước người hắn hiện ra hai kiện đồ vật chính là vương tọa màu xám và bình bát màu xanh chứa đựng thi thể cử linh hàn lập nhìn về phía vương tọa màu xám hua ra một đạo thanh quang chui vào trong đó vương tọa màu xám lập tức hiện ra một tầng hôi quang nhưng không sáng lắm hai tay hắn biến hóa pháp quyết hôi quang do vương tọa tản mát ra dần dần sáng lên ba mặt gương từ từ hiển hiện tản mát ra ba loại hào quang màu xám đen trắng mắt hàn lập sáng lên vương tọa màu xám này có phẩm chất cũng không thấp còn hơn rất nhiều tiên khí trên người hắn hơn nữa hiếm có là, vương tọa này ẩn chứa ba loại lực lượng pháp tắc khác hẳn nhau, loại tiên khí như vậy trước kia hắn chưa từng thấy qua. Uy năng vương tọa màu xám vừa mới thể hiện lúc trước rất mạnh. Đáng tiếc bảo vật này là bản mệnh tiên khí của cử linh. Bên trong ẩn chứa bản mệnh lạc ấn rất nặng, căn bản không cách nào khu trừ, dù miễn cưỡng tế luyện thì tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra năm sáu thành uy năng. Hàn lập thầm thở dài, phất tay thu vương tọa màu xám vào, nhìn về phía bình bát màu xanh hắn chụp tay vào hư không, mấy đạo quang mang từ trong bình bát bay ra, rơi xuống trước người của hắn. Đó là bốn cái túi nhỏ màu sắc khác nhau, một cái ngọc đái màu trắng, phía trên khảm nạm mấy trăm quả bảo thạch đủ mọi màu sắc, còn có một cái giới chỉ đen như mực. Mấy thứ này lúc trước đều ở trên thân cử linh mà vừa rồi hắn chưa kịp lấy. Hàn lập lật xem bốn cái túi nhỏ trước, mắt lập tức sáng ngời. Những túi nhỏ này không phải là túi chữ vật, mà là túi linh thú, từng cái đều cực kỳ bất phàm, không gian bên trong thật lớn, phảng phất là một cái không gian bí cảnh cỡ nhỏ. Từng không gian đều có linh khí cực kỳ nồng đậm, khí hậu hoàn cảnh cũng khác nhau. Chắc chắn muốn luyện chế một cái túi linh thú như vậy phải trả giá cao, chỉ sợ không hề kém luyện chế một kiện hậu thiên tiên khí phẩm dai không thấp. Nhưng lúc này, bốn cái túi nhỏ đều rỗng tuếch, 8 phần 10 là những túi này là dùng cho linh thú cấp kim tiên, nhưng chúng đều đã bị giết. Trong mắt Hàn Lập lóe lên nét vui mừng, phất tay thua bốn cái túi nhỏ vào những túi linh thú lớn này tuy rằng trước mắt không dùng đến nhưng đều là bảo vật vô giá sau khi rời khỏi đây cho dù là bán cho những tu sĩ thuần dưỡng linh thú hoặc là tông môn thì cũng có thể đổi được không ít tiên nguyên thạch hắn lập tức cầm cái ngọc đái màu trắng kia lên hơi dò xét ánh mắt lần nữa sáng ngời ngọc đái màu trắng này cũng là vật bảo tồn linh thú từng cái bảo thạch phía trên đều là một không gian giờ phút này bên trong còn có các loại linh thú có không gian chỉ có một linh thú cũng có không gian có hơn ngàn con thậm chí hơn vạn con, có thể nói vô cùng quái lạ. Tuy nhiên, những linh thú này thực lực cũng không cao, dường như ngay cả chân tiên cảnh cũng vô cùng thưa thớt, phần lớn là đại thừa kỳ. Mặt khác, trong từng không gian đều có một tấm bia đá, phía trên ghi lại đặc tính nuôi dưỡng và công dụng của linh thú, cũng không phải là đều dùng để chiến đấu, có một ít là thăm dò, truy tung. Đủ loại, mấy năm nay Hàn Lập đi qua không ít địa phương, kiến thức coi như rất rộng rãi, thấy phần giới thiệu về những linh thú này, cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên, linh thú bên trong không gian ngọc đái đều đã chết, không còn một con nào. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng kinh ngạc đồng thời thấy rất đáng tiếc. Những linh thú này trên người không có vết thương, xem ra không phải là do chiến đấu mà dẫn đến tử vong, thật là có chút kỳ quái. Hắn hơi trầm ngâm, vất một tay lên, thi thể một con nai màu xanh hiện ra, thất khiếu trên mặt đều chảy máu mà chết. Hàn Lập duỗi một ngón tay ra, đặt trên đầu con nai, một điểm thanh quang từ đầu ngón tay chui vào bên trong. Hàn Lập rất nhanh thu tay lại, trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Hắn đã tra ra nguyên nhân cái chết của những linh thú này, là chết bởi một loại lực lượng cấm chế. Trong cơ thể những linh thú này, cư linh đều hạ một loại cấm chế cộng sinh. Loại cấm chế này cực kỳ ác độc, chủ nhân vẫn lạc, những linh thú cũng sẽ chết theo, có thể nói là một loại bá đạo nhất trong các loại cấm chế khí ước. Hàn Lập lắc đầu, lật tay thu ngọc đái vào. Ngọc đái này có giá trị rất lớn, luận giá trị chỉ sợ còn ở trên mấy cái túi linh thú cao cấp. Sau cùng, hắn lấy cái giới chỉ màu đen kia ra, áp vào chán, thần thức chui vào trong đó, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hàn lập vung tay lên, nghe, rầm rầm một tiếng, trên mặt đất hiện ra một đống đồ vật lớn, cơ hồ chiếm hết nửa cái đại điện. Mấy thứ này rất lộn xộn, đủ loại linh thảo, khoáng thạch, tài liệu pháp bảo, cái gì cần đều có. Chúng tản mát ra quang mang đủ mọi màu sắc, chiếu rọi bên trong đại điện sáng trưng. Mỗi một kiện này đều ẩn chứa linh lực rất mạnh, giá trị xa xỉ. Sau khi tiến vào tiên phủ, Hàn Lập cũng tìm được không ít bảo vật, nhưng mà so với mấy thứ này trên thân cử linh, chính là còn kém rất xa. Chẳng qua mấy thứ trên mặt đất này, rõ ràng cho thấy không ít trong đó là đồ vật của tu sĩ khác, hiển nhiên ả à ta đã làm ra không ít chuyện giết người đoạt bảo. Hàn Lập hơi biến sắc, lật tay đã nắm một cái lệnh bài màu đỏ thắm, phía trên khắc rõ một cái đồ án chu tước đỏ thấm, chính là dấu hiệu của chân diễm tông. Hắn đưa tầm mắt nhìn qua, lệnh bài như vậy ở đây còn có hơn 6-7 cái xem ra đám người chân diễm tông gặp cử linh đều bị giết hết hàn lập lắc đầu khẽ thở dài một hơi hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm đối với đám người chân diễm tông nhưng người đồng hành gặp nạn trong lòng của hắn vẫn có chút cảm thán hàn lập phất tay ném vật của đám người chân diễm tông xuống đất tiếp tục xem xét mấy thứ trên mặt đất kết quả không bao lâu ánh mắt hắn sáng lên phất tay ra một đạo thanh quang cuốn lấy một cái hồ lô màu xanh biếc ở cách đó không xa hút nó vào trong tay Vật này chính là vật lúc trước cử linh sử dụng qua, huyền thiên hồ lô. chương 474, đây là của ta. Hàn lập há miệng phun ra một đoàn ánh sáng màu xanh vào trong hồ lô. Phía trên của lục sắc hồ lô lập tức hiện lên một tầng hào quang xanh biếc, trên mặt mơ hồ có từng mảnh phù văn nhỏ lưu chuyển nhu hòa liên tục như gợn sóng tỏa ra xung quanh làm cho người ta cảm nhận thấy sinh cơ bừng bừng. Giữa tầng hào quang xanh biếc tản mát ra một cỗ lực lượng pháp tác chấn động xung quanh ánh mắt hàn lập lộ ra vẻ vui mừng vì cảm nhận được giữa mình và lục sắc hồ lô có sự liên hệ về tinh thần hắn tâm niệm vừa động liền nhỏ ra một giò tinh huyết từ đầu ngón tay xuống bề mặt lục sắc hồ lô thế nhưng giò tinh huyết lại không có thể dung nhập vào trong đó mà tại bề mặt của hồ lô chảy thẳng xuống rồi rơi mất hàn lập gặp tình huống này không có lộ ra sự thất vọng mà ngược lại nhãn tình sáng lên khẽ gật đầu hài lòng cái lục sắc hồ lô này quả nhiên là huyền thiên chi bảo hắn tuy rằng trước kia có được huyền thiên trảm linh kiếm nhưng đối với huyền thiên tri bảo cũng không hiểu rõ lắm. Sau khi đến tiên giới, hắn mới dần dần tìm hiểu được một số thông tin về huyền thiên tri bảo trên các điển tịch. Huyền thiên tri bảo là một vật được thiên địa nuôi dưỡng, cùng những tiên khí bình thường khác nhau rất lớn. Một trong những dấu hiệu trọng yếu của huyền thiên tri bảo là không cách nào dùng tinh huyết tế luyện, mà chỉ có thể lấy tiên linh lực bản thân chậm rãi bồi dưỡng rồi dần dần luyện hóa để khống chế sử dụng. Tuy nhiên thời gian để luyện hóa rất dài, huyền thiên trảm linh kiếm của Hàn Lập lúc trước cũng như thế, phải ôn dưỡng trong người biết bao nhiêu năm, mới dần dần có thể khống chế tự nhiên. Mà chủ nhân huyền thiên chi bảo một khi bị giết, bảo vật rơi vào tay một người khác thì người nó cũng có thể lập tức sử dụng, sẽ không giống như tiên khí bình thường phải khu trừ tinh huyết lạc ấn rồi dùng tinh huyết của mình từ từ tế luyện lại mới có thể sử dụng, thậm chí đã từng xuất hiện tình huống tiên khí không thể phát huy ra toàn bộ huy năng sau khi tế luyện. Hàn lập sau khi nghĩ như vậy liền hít sâu một hơi, đem lục sắc hồ lô áp vào trên chán, rót một tia thần niệm vào trong hồ lô. Sau một khắc, ánh mắt hắn hơi trợn to, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên trong hồ lô là một cái không gian khá lớn, khắp nơi tràn ngập ánh sáng xanh cuộn nhẹ, hình thành một vòng xoáy lục sắc thật lớn. Không gian trong hồ lô càng sâu càng mơ hồ không rõ, lờ mờ dường như còn có cái gì khác. Nhưng ở giữa vòng xoáy lục sắc có một thanh tiểu kiếm màu xanh đang lơ lửng, đúng là thanh trúc phong vân kiếm của hắn. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng âm thầm buông lỏng, cuối cùng đã tìm về bổn mạng tiên khí của mình nếu bộ 72 thanh phi kiếm thiếu đi một thanh trong thì cũng phiền toái không nhỏ. Tuy nhiên hắn không có lập tức thu hồi bổn mạng phi kiếm, mà tiếp tục khống chế thần niệm hướng phía không gian ở chỗ sâu hơn mà dò xét. Nhưng lúc thần niệm vừa mới lan đến sát vòng xoáy lục sắc, lập tức đụng phải một cỗ lực vô hình ngăn cản thần niệm tiếp tục đi tới. Hàn lập trong lòng có chút kinh ngạc, sau khi suy nghĩ một chút, lại gia tăng thần niệm lực, nhưng phát hiện vẫn không cách nào tiến lên được. Hắn ánh mắt chấp động liền dừng lại không có tiếp tục cố gắng phí công tầng bình chướng vô hình này cho dù tăng thêm thần niệm lực tựa hồ cũng vô dụng cần phải tìm những biện pháp khác mới có thể đột phá hắn đoán chừng phải tiếp tục bồi dưỡng hồ lô cho đến chính thức khống chế được thì mới có thể vượt qua bất quá đối với hắn mà nói lục sắc hồ lô càng huyền diệu càng lợi hại thì đương nhiên càng tốt hắn tâm niệm vừa động liền đem thần niệm đến quấn quanh tiểu kiếm màu xanh kéo ra ngoài ánh sáng màu xanh lóe lên một thanh tiểu kiếm theo miệng hồ lô bắn ra ánh sáng nhu hòa từ trong thanh trúc phong vân kiếm tản phát ra, so với trước mở đi vài phần. Hàn lập nhướng mày, lập tức thông qua tâm thần lạc ấn cảm ứng được sự biến hóa bên trong phi kiếm, sắc mặt lập tức thay đổi. Hào quang của thanh phi kiếm trở nên ảm đạm, thực sự không phải là do linh lực ẩn chứa trong đó bị suy yếu. Linh lực khổng lồ bên trong phi kiếm không suy yếu chút nào, mà là ban đầu nó vốn có chút hỗn tạp thì nay lại tinh thuần không ít, vì thế hào quang càng thêm nội liếm. Hàn lập trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, hắn không nghĩ tới lục sắc hồ lô còn có tác dụng tinh thuần linh lực hắn suy nghĩ một chút phát tay đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh chui vào trong lục sắc hồ lô miệng hồ lô lục quang lóe lên phun ra một luồng quang mang màu xanh lần nữa quấn lấy thanh phi kiếm thu vào bên trong hồ lô hàn lập giờ phút này ánh mắt lại lóe lên một lần nữa vung tay ra kim quang lóe lên một tòa lầu các ba tầng to cỡ chiếc đèn lồng hiện ra đúng là kiện tiên khí có thần thông vây khốn mà hắn tìm được lúc trước tại u hàn cung quang mang màu xanh chợt hiện ra cũng thu tòa lầu các vào trong hồ lô. Do chưa nắm rõ tác dụng của hồ lô nên hắn mới phải thử nghiệm thêm trên một bảo bối khác để nghiên cứu. Hàn lập lật tay đem hồ lô thu lại, ánh mắt tiếp tục nhìn lại trên mặt đất, chân mày cao lại. Trên mặt đất những bảo vật này số lượng quá nhiều, hơn nữa đại đa số hắn đều không nhận biết được, cứ như vậy mà sắp xếp lại, chỉ sợ phải tốn một hai ngày mới làm xong. Hàn lập suy nghĩ một chút, thấp giọng quát to một tiếng ma quang. Tiếng nói hạ xuống, cái bóng của hắn liền vặn vẹo, lắc lư sau đó hướng chung quanh kéo dài ra vài phần. Bóng dáng phát ra một chút âm thanh lạ, một cái bóng đen xì từ trong bóng người của hắn tách ra, nhanh chóng đứng yên đứng lên, hóa thành ma quang thân ảnh. Hàn đạo hiểu, có chuyện gì phân phó? Ô, tu vi đạo hiểu tăng lên, làm sao có thể, lúc này mới qua bao nhiêu thời gian? Đạo hiểu thật sự là, thật sự là kỳ tài, tiên giới hiếm thấy, tiên giới hiếm thấy a. À. Ma quang cảm ứng được khí tức của Hàn Lập, thất thanh nói hắn hướng phía chung quanh nhìn lại thấy trước người hàn lập có rất nhiều đồ vật còn có kim đồng bên cạnh một lần nữa khẽ giật mình hàn lập không có để ý ma quang vung tay lên lôi quang màu vàng lóe lên thân ảnh giải đạo nhân hiện ra giải đạo hữu ma quang cảm ứng khí thức giải đạo nhân đang tản mát ra thì thần tình lần nữa biến đổi lộ ra vẻ hơi mất tự nhiên hắn giờ phút này tuy rằng tu vi đều khôi phục nhưng cũng chỉ có thực lực chân tiên hậu kỳ trong khi đó giải đạo nhân cũng đã là một cỗ kim tiên khôi lỗi còn Kim Đồng cũng đã đạt tới cấp Kim Tiên, Hàn Lập thì đã là một Kim Tiên chân chính, mà còn đạt tới Kim Tiên trung kỳ, có thể nói hắn bị đám người Hàn Lập bỏ lại đằng sau khá xa. Vừa rồi ta cùng một vị Kim Tiên giao thủ, sau chém giết đã lấy được không ít đồ vật. Mấy thứ này có số lượng nhiều, hơn nữa đại đa số ta cũng không nhận biết được. Nhị vị kiến thức đối với tiên vực đều hơn xa Hàn Mỗ cho nên muốn mời các ngươi giúp ta phân biệt một chút. Hàn Lập nói thẳng, nguyên lai là việc này, không có vấn đề tại hạ tu vi tuy rằng không cao nhưng lúc trước đi theo mã lương cũng có chút hiểu biết ma quang cười nói giải đạo nhân cũng nhẹ gật đầu ngồi xuống bên cạnh hàn lập trước hết mời nhị vị giúp ta sắp xếp lại mấy thứ này đồng thời đem lai lịch công dụng khắc vào ngọc giản cho ta thuận tiện tra tìm hàn lập lấy ra hai khối ngọc giản trống đưa cho ma quang giải đạo nhân oai a a a à, a à, thật nhiều bảo bối vào thời khắc này một âm thanh trong trẻo từ bên cạnh truyền đến thì ra là kim đồng chẳng biết đình chỉ tu luyện từ lúc nào, đã đi tới gần, trong mắt tràn đầy sự vui mừng. Phệ kim tiên, nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi tiến triển nhanh quá, hàn đạo hữu có ngươi tương trợ, sau này nhất định có thể tiến giai đạo tổ, tung hoành tiên vực. Ma quang cất tiếng chào hỏi kim đồng, chắp tay cười nói. Bộ dạng ngươi thoạt nhìn lén lén lút lút khiến người chán ghét, mau tránh ra. Nhưng kim đồng lại nhăn mày, chẳng hề vui vẻ nói với ma quang. Ma quang nghe vậy, nụ cười trên mặt chợt cứng đờ kim đồng không được vô lễ năm đó chúng ta cùng nhau phi thăng tiên giới sau đó mỗi người đều đã trải qua rất nhiều chuyện hôm nay có thể tụ họp trở lại âu cũng là duyên phận hàn lập thanh âm trầm xuống mắng kim đồng liếc nhìn ma quang hư một tiếng không có nói gì nữa sau một khắc nàng lập tức bị hấp dẫn bởi các linh bảo rực rỡ muôn màu muôn sắc nằm trên mặt đất mắt mở to nhìn chằm chằm kim đồng chúng ta lần này thu hoạch không ít hàn lập thấy vậy vừa cười vừa nói Kim đồng lúc này như không nghe thấy Hàn Lập nói gì, quay hàm khua lên, há miệng phun ra một đạo kim quang, thoáng cái quấn lấy bảy tám chuôi phi đao màu vàng có tạo hình giống nhau ở cách đó không xa, thoạt nhìn là một bộ linh bảo hoàn chỉnh. Mỗi một chuôi phi đao đều tản mát ra linh lực kinh người, hiển nhiên là linh bảo cực kỳ bất phàm. Kim quang bắn ngược quay về, mang theo những phi đao, trực tiếp chui vào miệng của kim đồng. Kim đồng khép miệng lại, lúc này bắt đầu nhai rôm rốp mấy ngọn phi đao rồi từng chút từng chút nuốt xuống. Một màn này làm cho ma quang và giải đạo nhân hơi ngẩn ra, hàn lập trên mặt co lại, nhưng mà cũng chẳng nói gì. Chỉ thấy kim quang trên thân kim đồng lập lè, sau đó hội tụ đến trên hai tay. Hai cánh tay của nàng lập tức trở nên ngưng thực hơn, trên thân khí tức cũng tăng theo. Hàn lập ánh mắt chấp lên, bản thân muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Kim đồng sắc mặt vui mừng, ánh mắt lần nữa lại hướng ra chung quanh, rất nhanh lưu ý đến một thanh trùy bạc, sau đó liên há miệng phát ra một cỗ kim quang hút đến trước người. Kim đồng cứ như vậy không coi ai ra gì ngồi xuống mặt đất, ôm chùy bạc trước ngực, há miệng khẽ cắn. Giặc giặc, một góc chùy bạc bị cắn xuống, sau đó có tiếng nhai nuốt, như đang gặm củ cải trắng, thậm chí từ trong mũi phát ra âm thanh nho nhỏ của một ca khúc quái dị nào đó. Hàn lập nhìn thấy phẩm chất của chùy bạc phẩm còn cao hơn so với bộ phi đao linh bảo vừa rồi, không kém tiên khí bình thường nhiều. Hắn giơ lên tay, nhưng sau đó lại hạ xuống. Tốt rồi, các ngươi sắp xếp nhanh một chút, sau đó thu mấy thứ này lại. Hàn Lập nói xong lấy ra hai cái chữ vật pháp khí, ném cho hai người ma quang. Cả hai đáp ứng một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn nhau, chờ tăng tốc sắp xếp lại các đồ vật trên mặt đất. Hàn Lập ánh mắt quét ra chung quanh, tựa hồ phát hiện cái gì, vất tay phát ra một vệt ánh sáng màu xanh bao lấy một thanh trường đao màu tím, một cái lưới màu vàng, một cái bài lâu màu trắng, đang muốn thu hồi lại. Vào thời khắc này, một cánh tay nhỏ nhanh như tia chớp từ bên cạnh chụp đến, bắt lấy chuôi trường đao màu tím. Đây là của ta, kim đồng lớn tiếng reo lên ánh mắt nhìn sang hàn lập hết sức mong chờ kim đồng nơi này không thiếu bảo vật người muốn ăn bao nhiêu cũng được nhưng ba kiện tiên khí này hiện tại ngươi ăn chưa hẳn có thể tiêu hóa lần sau sẽ cho ngươi được không hàn lập phung tay lên thu cái lưới màu vàng và cái bài lâu màu trắng vào thấy kim đồng chưa buông tay nên cũng chưa thu hồi ánh sáng xanh đang bao trùm trường đao màu tím gượng cười nói thật nhỏ mọn kim đồng bàn tay nhỏ bé vẫn như cũ nắm chặt trường đao không có ý buông tay chút nào như vậy đi, người đem trường đao màu tím này cho ta, ta cam đoan sau này chém giết một gã kim tiên đền bù cho ngươi một cái nguyên anh kim tiên, được không? Hàn lập xoay chuyển ánh mắt rồi nói, kim đồng lần này không có trả lời hàn lập, mà chợt cúi đầu, há miệng trực cắn trường đao màu tím.